Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn hôm nay chúng ta cách sử dụng cái bộ dữ liệu gọi là gì, cái bảng chữ cái hay là bảng ký tự Việt. Tất cả nó có 89 chữ cái nhé. Tức là cho chú ý là cái tiếng Việt của chúng ta thì là cái bảng chữ cái chính thức nhé. Thì nó có 29 chữ cái, chúng ta biết rồi. Còn hôm nay chúng ta sẽ làm quen với cái bộ khác, gọi là các ký tự Việt hay là các chữ cái tiếng Việt nhé. Cái bảng thứ hai là bảng các cái ký tự Việt là những cái bảng mà gồm chữ cái tiếng Việt nhưng mà thêm cái dấu vào, ví dụ chữ A này, thêm chữ A là Huyền, A này, Á này, A này, A này. À, tất cả các cái ký tự này đều là từ cái chữ mà có thể tạo nên các từ tiếng Việt, cho nên là nó rất là nhiều. Tổng số của tất cả cái này nó là 89 cái ký tự thuần Việt, là các cái chữ cái mà là thuần Việt nhé. Thì cái bảng này là cái bảng rất quan trọng, thì chúng ta cùng nhau chúng ta tìm hiểu nhé, để chúng ta làm một số cái tôi đưa ra một số các kịch bản khác nhau, chúng ta hình dung. Và chúng ta cần rất cần cái bảng này, đây là cái bảng rất rất quan trọng. Đây là cho các bạn xem nhé. Hôm trước tôi cho các bạn xem rồi, chúng ta có cái file. Một cái file chính là cái file có tên là vn-cha. Thì cái bảng này nó có hai loại, một là cái chữ cái thường, hai là chữ cái hoa. Mà tôi dùng chữ cái thường trước nhé. Thì tôi thấy đây một, vì trong máy tôi cũng có hai bản như vậy. Đây, đây nhé. Tôi mở ra này. Tôi mở ra thì chúng ta sẽ có đây, vẫn cái bảng chữ cái này nhé. Cái con mèo tôi xóa đi, không cần con mèo. Đây là bảng chữ cái đây nhé. Thì nó gồm có đây. Nó gồm là gì? Gồm là đây. Tổng cộng tất cả là bao nhiêu? Tất cả là 89 chữ cái nhé. Đây, 89 chữ cái thuần Việt. Cả các dấu nữa nhé. Thì chúng ta nó rất đa dạng như vậy, là một cái nguyên âm nó còn thêm cả cái dấu nữa. Huyền sắc hỏi ngã nặng. Cho nên nó rất là nhiều. Đấy, thì cái bảng này là cái bảng rất quan trọng. Thì cái quan trọng là gì? Quan trọng là như này, quan trọng tức là mọi cái từ tiếng Việt đều được ghép bởi các cái tự này. Mọi cái từ tiếng Việt đều có thể ghép được nhé. Đấy, chúng ta cùng nhau chúng ta tìm hiểu nhé. Thì mọi cái từ tiếng Việt ấy, thuần Việt của chúng ta nhé, thì đều được ghép bởi từ ghép bởi các ký tự thuần Việt, các ký tự Việt. Ví dụ như cái chữ Hà Nội nhé, chữ Hà Nội này thì nước ngoài là bằng là H này, xong là A Huyền này. Dấu cách đành là có nhé. Chữ N này, chữ ội, chữ O nặng này và chữ Y này. Đấy, nó gồm có là chữ H là một này, chữ A Huyền này. À, dấu cách không tính nhé. Chữ N này, chữ O nặng này, đấy, và Y. Đấy. Như vậy là từ cái bảng 89 chữ cái này, chúng ta có thể viết ra tất cả mọi cái từ tiếng Việt. Mọi từ tiếng Việt. Tất nhiên là thêm dấu cách nữa, dấu cách không tính. Được chưa? Thì như vậy chúng ta có thể hiển thị các cái tất cả các từ tiếng Việt ở trên màn hình. Chúng các bạn chú ý nhé. Thì khi mà làm phần mềm học tiếng Việt ấy, thì chúng ta nếu mà chúng ta dùng các cái ký tự trong các cái biến thế này, nó rất là bé. Đây tôi làm cái ví dụ nhé. Không có nghề được ơi, mà nghĩ tập trung mà nghĩ. Thay con nói gì như phải tay tay không? Được. Các bạn chú ý tắt micro đi nhá. Để không ảnh hưởng đến người bên xung quanh nhá.
Đấy, cho nên là chúng ta ví dụ tôi không thể làm ở đây, tôi cho bạn xem nhưng tôi không để tôi xóa đi các cái tự này đã nhé. Đây. Bây giờ đây tôi ví dụ tôi gắn bằng tôi gắn như này nhé, tôi gắn này bằng Hà Nội này. Thì nó bé tí này, nó không to được các bạn ạ. Nên chúng ta dùng cái tool của nó thế này là hết thôi, rất là bé. Thì như vậy là khi mà làm cái phần mềm mà học tiếng Việt cho người nước ngoài hay cho trẻ em thì làm sao phải viết chữ thì phải to ra. Thế này vẫn là bé quá. Cho nên người ta không dùng, rất ít dùng cũng có thể dùng được nhưng mà ít dùng cái này để ta học tiếng Việt. Cho nên là cần có cái bảng như này, cần có cái mẫu chữ cái to như này. Các bạn chú ý này, to như này. Chúng ta có thể phóng to thu nhỏ thoải mái cái chữ đấy ở trên màn hình. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ học học cái cách đầu tiên thì chúng ta học các cách là chúng ta sẽ viết một cái từ tiếng Việt thông qua cái nhân vật này trên màn hình. Được chưa? Như vậy tôi sẽ thiết kế cái là một công cụ đầu tiên, một rất rất quan trọng, công cụ rất mạnh là chúng ta phải thiết kế một cái thủ tục nhé. Chúng ta thiết kế rất quan trọng luôn đấy. Cái này nhé, thiết kế một cái thủ tục để viết, để thể hiện, để viết một cái chữ, viết một cái từ tiếng Việt trên màn hình mà chúng ta có thể viết làm sao cho nó to, nó đủ to, để người ta cho ta có thể quan sát được từ xa. Đấy, thì đó là cái ý nghĩa của cái bảng chữ cái này, nó rất quan trọng, nó là như thế nhé. Đấy, ví dụ như này, tôi có thể viết một cái viết một cái cụm từ tiếng Việt, ví dụ như là tự nhiên nó lại bị này nhé, đợi một chút nha. Đây, tôi có thể viết một cái từ tiếng Việt, ví dụ như là tôi viết một từ tiếng Việt là như thế này, tôi lấy ví dụ nhé, viết một từ tiếng Việt là mẹ, phóng to ra trên màn hình, phóng rất to, có chữ mẹ này ra thật to, có thể viết trên viết như này đó. Làm sao viết được như này trên màn hình được bây giờ thì chúng ta phải dùng cái nhân vật này, cái nhân vật mà tôi nói nãy nhé. Chỉ được nhân vật này đây, nhân vật là cái VN cha TH1 nhé. Thì bây giờ muốn viết cái này ra trên màn hình chúng ta làm gì? Bây giờ chúng ta sẽ phải cần một cái bộ dữ liệu bằng chữ đi kèm. Thì tôi làm như sau nhé, bây giờ cái này tôi bỏ, cái này tôi không cần thiết này. Bây giờ tôi sẽ phải như sau này. Đây nhé, bây giờ tôi sẽ phải tạo ra hai cái list rất quan trọng. Một cái list nó gọi tôi gọi đặt tên là VN cha nhé. VN cha thường đi. VN cha thường. Rất quan trọng, hay là viết một cho nó trùng tiện được cũng sao. Vì như này nhé. Thì đây là cái bảng các chữ cái nhưng mà bằng text, bằng văn bản nằm trong cái list này. Đấy, rất quan trọng. Đấy nhé, bây giờ hôm trước tôi gửi cho các bạn rồi là cái file text này đấy, bây giờ chúng ta chỉ phải import vào thôi. Chúng ta bấm chuột phải và chọn import. Và chọn cái tệp là VN cha này, trên chính cái tệp mà nó chứa các cái chữ cái này. Thì bấm vào đây, bấm open. Thì nó vào hết đây. Đây là chính là các chữ cái được ghi dạng là text trùng hoàn toàn với thứ tự của cái này nhé, trùng hoàn toàn thứ tự của các cái hình hình ảnh này, trùng hoàn toàn luôn nhé, và nó cũng gồm từ 1 cho đến gì, từ 1 cho đến là 89 chữ cái. Đấy. Rất quan trọng, được chưa? Đấy, nhưng mà đây là một cái bộ dữ liệu rất quan trọng, đặt tên là VN cha TH1 thì đã trùng cái này thôi, có thể bỏ bộ đi cũng được rồi. Đó là một cái bộ rất quan trọng. Cái bộ thứ hai cũng rất quan trọng. Cái bộ thứ hai là mô tả cái chiều rộng của mỗi chữ cái khi viết trên màn hình. Các bạn chú ý là tiếng Việt mà viết trên màn hình ấy thì các cái chiều rộng của nó là nó khác nhau các bạn ạ. Nó khác nhau, nó không giống nhau. Đây, ví dụ nhé, cùng cái độ đo như vậy thì là cái chữ N thì nó như này thôi. Chữ M nó như thế này. Đấy, nó khác nhau. Điều chữ Y nó lại khác, ngắn hơn đúng không nào? Chữ A nó lại khác. Đấy, chữ O nó khác. Cho nên là cái chiều rộng đấy, bỏ tôi kiểu là thì nó lại khác nhau. Thì viết trên màn hình là sao cho nó đều nhau. Tại vì tôi viết là chữ M này, Y này, đấy, Y nhé, xong chữ N. Thì khoảng cách chữ M và
M dài hơn là chữ Y ngắn tí này, chữ N này, đó. Nó khác nhau. Do đó cho nên là làm sao chúng ta cần có thêm cái bộ dữ liệu nữa rất quan trọng chứ từ rồi đấy. Cái bộ dữ liệu này là mô tả cái chiều rộng của các cái ký tự tướng. Làm sao biết được chiều rộng này? Tính như sau nhé, chúng ta chú ý này. Khi chúng ta mở ra xem cái trang phục thì mỗi chữ cái có thấy nó có hai tham số không? Để 52 nhân với 1 16, 52 1 16. Đấy, chúng ta xem một chữ khác nhé, đây chữ E này, 52 cũng là 116, chúng ta xem một chữ khác đi, chữ Y này, chữ Y là 29 116. Thì 29 đây, cái 29 chính là chiều rộng, còn 116 là chiều cao. Bạn chú ý nhé. Nhưng mà chiều rộng của một cái chữ cái, của một cái tự nó là chính là hạn chính là 29 trên màn hình nhé. Đây, chữ tôi bấm vào chọn các bạn xem này. Đó. Thì đây này, chiều rộng nó là cái này này nhé. Chiều cao là cái này. Thấy không nào? Một cái chữ cái của chúng ta thì nằm ở cái vị trí cái chỗ này, cái đường này nó gọi là đường cơ sở, các bạn chú ý nhé, đường cơ sở. Thì tôi cho các bạn xem một chút, tôi vẽ là đây là những kiến thức rất là tối thiểu về cái khái niệm phông chữ đấy. Kiến thức này là các bạn phải lên lên cao học, khi các bạn lập trình lên cao thì mình học, khi học về đồ họa mình học, còn bây giờ tiểu học rất khó, nhưng tôi nói sơ qua các bạn thấy nhé. Đây là tâm của cái chữ cái nó này, tâm nó là cái đường nó gọi là đường cơ sở nhé. Đấy. Đây là chiều rộng này, cái này nó là chiều cao. Thấy không nào? Bây giờ tôi vẽ cho các bạn xem để các bạn hình dung nhé, để cho các bạn có cái hình dung một chữ cái thì nó như thế nào, nó nằm như nào ở trên màn hình. Để tôi vẽ cho các bạn xem nhé, để các bạn chúng ta có cái thức tối thiểu. Một cái chữ cái khi chúng ta viết ra thì nó nằm như này. M đây nhé, thì nó nằm như này, nằm trong cái ô hình chữ nhật như thế này. Đấy. Thì cái chân của chữ cái, cái đường này nó gọi là đường cơ sở nhé, nó gọi là đường cơ sở. Cái chỗ cái đoạn này nó chiếm khoảng 25% của cái độ cao. Cái khoảng này nó độ cao nhé, cái đường này cái trên này nó chiều cao. Chiều cao của chữ. Còn cái chỗ này này, đây là chiều rộng nhé, chiều rộng. Đấy, thì tôi quan tâm chiều rộng vì là nó chiếm cái khoảng cách trên màn hình như nào là theo chiều ngang đấy. Thế còn chiều rộng là chiều ngang nhé. Được chưa? Như vậy là ra chiều qua cũng là cần đấy, nhưng mà với cái bài này tôi cần chiều rộng hơn, tức là chiều ngang của nó đấy. Đấy, thì như vậy chúng ta cần thêm một cái bảng nữa, một cái dãy nữa để mô tả toàn bộ các chiều rộng tương ứng của tất cả các cái tự thuần Việt. Được chưa? Thì trước tôi cho các bạn xem rồi. Nó chính là cái bảng này, nó chính là cái bảng mà mô tả các thức dữ liệu ban đầu đây. Đây là 30 này, đây là 29 này, đây là 27 này, đây là 30. Đây là bao nhiêu? 38 này. Các bạn thấy không? Chữ y này là có 27 thôi. Chữ y này là có 20 thôi, nhưng chữ y này lại 38, bởi vì cái dấu ngã nó to này, nó dài ra, thấy không? Nó dài ra nó rộng, chữ rộng nó lớn lên, đúng không nào? Rồi, bây giờ chúng ta làm như sau. Bây giờ chúng ta sẽ tạo thêm một cái list nữa. Cái list này là cái list để mô tả bản thân các cái tự Việt thuần Việt. Cái list thứ hai là chúng ta đặt tên là VN cha đặt tên là KC đi. Đấy, khoảng cách 1, thật là số 1 không quan trọng lắm. Tôi có thêm chữ KC nhé, là tôi gọi là khoảng cách, để sau này tôi sẽ làm tôi phân tích ra để tôi viết được thủ tục để viết trên màn hình nhé. Đó, thì cái này chúng ta sẽ import vào, trước tôi cho bạn, sẽ có bạn rồi, import vào cái bộ dữ liệu là gì, là VNTHKC1 đây này, chỉ là cái này. Đó, đây chính là cái bộ dữ liệu mô tả các cái chiều rộng của tất cả các cái tự thuần Việt tương ứng với cái nhân vật mà chúng ta đã có cho đưa vào. Đó. Thì đây chính là cái tương ứng nhé. Đây, độ cao. Đấy. Đây chính là cái chiều rộng của tất cả các chữ cái tương ứng với cái bên này. Chính là cái này, tôi copy từ bên này sang mà. Thấy không nào? Copy từ cái chiều rộng sang. Đấy.
Như vậy chúng ta có hai cái dữ liệu quan trọng, một là cái VnCHK1 và VnCHTH1, tức là VnCHK thường 1 và VnCHK KC chỉ là thực hiệu thôi chứ không quan trọng lắm nhé. Như vậy đây là hai cái bộ dữ liệu rất quan trọng. Thì như vậy là cái bộ 3, một là hình ảnh này, hình ảnh và âm thanh tương ứng. Tôi có sẵn đây nhé, các bạn có thể quan sát đến chữ A này, bấm vào đây nghe này. Đây. Đấy. Như vậy là có đủ tất cả âm thanh và hình ảnh nhé. Âm thanh này, hình ảnh này, bản thân chữ cái này, bản thân chữ cái, hình ảnh chữ cái, bản thân các chữ cái là đây, là đây, và khoảng cách chiều rộng của chữ cái nữa. Thì bốn cái bộ này nó tạo thành một cái bộ cơ sở dữ liệu liên quan cái bảng ký tự Việt. Và cái bảng này dùng trong rất nhiều, để các bạn từ cái bảng này chúng ta có thể tạo ra rất nhiều những bài học, những cái kịch bản khác nhau để mà học tiếng Việt, để mà chơi vui với tiếng Việt. Thì cái bảng này các bạn rất quan trọng nhé. Các bạn dùng sự sáng tạo của mình, các bạn sẽ tạo ra những phần mềm khác nhau, những trò chơi khác nhau nhé, để mà chúng ta luyện tập càng nhiều càng tốt. Thì để mai kia khi vào thi ấy, thì đề thi có thể nó khác đi một chút, nhưng mà nó vẫn dựa trên ý tưởng của những cái này, không khác được, vẫn là ý tưởng của những cái điều mà tôi nói hôm nay nhé. Thì các bạn dựa vào đó các bạn sẽ làm theo cái bài tập để chúng ta làm bài. Thì phần này phần này là phần cái bài bài hôm nay là cái bài bổ dưỡng hôm nay là rất quan trọng. Thì đầu tiên tôi sẽ làm như sau, tôi sẽ viết một cái thủ tục để hiển thị một cái từ ở trên màn hình. Nếu chúng ta dùng cái biến của Scratch để mô tả các cái để hiển thị từ chữ ấy, thì nó bé lắm. Bây giờ tôi viết một cái lên chương trình để tôi hiển thị các chữ cái này thông qua cái trang phục của nhân vật này, thì chữ cái nó cũng rất lớn, nó to, chúng ta có thể phóng to, thu nhỏ thoải mái, được chưa? Thì đó chính là cái ý nghĩa của cái buổi hôm nay tôi muốn nói. Thì như sau, bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một thủ tục rất quan trọng. Cái thủ tục này chúng ta đặt tên nó là chúng ta hiển thị một cái từ trên màn hình, từ tiếng Việt trên màn hình nhé. Bắt đầu từ một cái vị trí, một cái điểm tọa độ x y nào đó, và chúng ta cho phép thêm một tham số nữa cho nó co giãn thoải mái. Đây, tôi tạo ra một cái thủ tục có tên là show đi nhé, show uột đi, ví như này nhé, đặt tên ra như này nhé, show uột. Và tôi muốn thêm một từ nữa cho là tôi cho nó thêm, gọi cái gì đi, sâu uộc, đây là sâu uộc mà tôi muốn gì, lấy cái tọa độ x y làm giữa, làm điểm giữa đi, tôi đặt tên là center, tức là tôi hiển thị cái chữ ở giữa màn hình nhé. Tôi thêm một cái tham số đầu tiên, tham số là uộc nhé. Thì đây là cái từ mà chúng ta muốn hiển thị. Cái từ này có thể là một từ tiếng Việt bất kỳ, ví dụ như là bố mẹ, cha mẹ, anh chị, bạn bè, máy tính, cái bàn, cái ghế, bất cứ một từ tiếng Việt nào chúng ta có thể đưa vào đây mà hiển thị đúng trên màn hình. Tiếp theo, chúng ta muốn nó hiển thị tại cái tọa độ x và y. X và y nhé. X và y. Và cái chữ chữ uộc nó sẽ lấy x y làm tọa độ, làm tâm, làm cái điểm giữa của cái từ đó. Chúng tôi cũng đặt tên là center là tâm nhé. Chứ không, đây không phải là cái vị trí bên trái mà để vị trí tâm. Và cuối cùng là một tham số có tên là size để mô tả kích thước của nó. Kích thước của chúng ta có thể dựa vào cái size này chúng ta phóng to thu nhỏ cái chữ cái, được chưa? Rồi, và cái thủ tục này tôi muốn đặt, bấm để chọn đây cho nó hiện thử rất là nhanh trên màn hình. Bấm vào đây nhé, là nó hiện trên màn hình, nó hiện gần như tức thời luôn nhé. Rồi bấm ok vào đây. Đấy. Thì đây chính là thủ tục rất quan trọng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu viết cái thủ tục này. Đây là cái hàm cái thủ tục trung tâm luôn nhé. Thì tôi nói với các bạn kỹ càng cái này, và các bạn sẽ dựa trên đây, các bạn sẽ từ cái thủ tục này chúng ta sẽ tạo ra được rất nhiều kịch bản, rất nhiều trò chơi, rất nhiều cái bài học khác nhau. Đấy, dựa trên cái phần mà chúng ta đã biết về chữ cái tiếng Việt nhé. Thì cái bảng này nó gì? Nhiệm vụ của nó là gì? Nhiệm vụ của nó là hiển thị cái từ uộc bằng tiếng Việt. Cái uộc đuộc này là gồm các cái từ tiếng Việt nhé, trên màn hình. Lấy cái điểm x y làm tâm, làm điểm giữa của cái từ đó,
từ đó. Và với cái size là kích thước của nó là theo cái size này 100%, 100 thì là kích thước bình thường, còn trên 100% là phóng to ra, còn dưới 100 thì là bé đi. Tại vì chúng ta muốn cho nó bé đi bằng một nửa, bình thường chúng ta đặt là 50%, 50 thôi. Đây là cái con số nhé, có thể là 50, có thể là 10, dao động từ 10 cho đến 100, 150, 200 tùy chúng ta. Vấn đề là màn hình nó cho phép chúng ta hiển thị hay không thôi nhé. Thế đây là một cái rất quan trọng luôn. Đấy, thì chúng ta chú ý nhé. Thì bây giờ tôi phân tích này. Thì chúng ta thiện bằng cách nào trên màn hình cái chữ A trên cái thư viện đó? Thì có hai cách. Một cách là chúng ta dùng cái công cụ là bút vẽ, và chúng ta dùng một chức năng là dùng chức năng là dùng bút vẽ, và chúng ta dùng chức năng là in ra cái chữ cái đó trên màn hình. Nhưng cái đó không hay lắm, thì tôi sẽ dùng cách thứ hai hay hơn. Cách thứ hai khó một chút nhưng mà hay hơn. Chúng ta có thể dùng nó để làm nhiều việc khác nhau nữa, chứ không phải chỉ có viết trên màn hình đâu. Cách thứ hai là chúng ta dùng clone. Như vậy là mỗi một chữ cái hiện trên mình là một clone của cái hình này, của cái nhân vật này, được chưa? Đấy, thì bây giờ cách thứ hai chúng ta dùng nhé, là chúng ta sẽ dùng clone để hiển thị cái từ tiếng Việt trên màn hình, được chưa? Được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau làm này. Thì trước tiên, trước khi mà đã dùng clone, chúng ta phải dùng cái biến riêng ID. Thì bây giờ tôi vào đây, tôi vào cái phần này để tôi tạo ra cái ban đầu của nó nhé, ban đầu đấy nhé. Ban đầu thì khi mà đã dùng clone thì bây giờ chúng ta làm sao? Chúng ta sẽ tạo biến này. Chúng ta sẽ tạo một cái biến. Khi dùng clone, chúng ta luôn phải tạo cái biến riêng. Đấy, cái biến riêng đó là ID. Đấy, ID nhé. Thì tạm thời chúng ta ở bài này chúng ta sẽ coi là gì? ID bằng 0 thì là nhân vật gốc, còn ID bằng 1 thì là nhân vật mới của chúng ta, nhân vật clone. Và chúng ta sẽ hiển thị bằng dãy các clone trên màn hình. Được chưa? Đấy. Thì như sau này, thì ban đầu tiên chúng ta sẽ khi bắt đầu vào chúng ta đặt ID bằng 0 này. Đấy, rất quan trọng nhé. Sau đó như sau này, khi vào thì đối với những cái bài toán mà liên quan đến clone này, chúng ta nên đặt nhân vật chính chúng ta ẩn đi. Chúng ta ẩn đi. Đây là ban đầu nhé. Ban đầu chúng ta đặt các cái tham số cho cái màn hình chúng ta là chúng ta cho nó ẩn đi nhé. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Đấy. Chúng ta ẩn đi. Rồi, thế bây giờ tôi bắt đầu mới làm cho cái thì mỗi khi chúng ta chạy cái hàm này, chạy cái thủ tục này thì nó sẽ lấy ví dụ tôi gọi cái hàm, tôi muốn hiển thị cái chữ là, để tôi hiển thị cái chữ là chữ Việt Nam nhé, Việt Nam. Đấy. Chữ Việt Nam tại tọa độ ví dụ như là 0 0, điểm giữa của màn hình 0 0, và với cái size là cái phóng to thu nhỏ là 50%. Thì đây là cái lệnh. Đây là một cái lệnh mà hiển thị chữ Việt Nam trên màn hình tại tọa độ 0 0 và với cái gì? Và với cái kích thước là 50/50%. Rồi thì chúng ta có nhau phân tích nhé. Thế bây giờ muốn mà để mà làm cái này thì chúng ta làm như sau. Thì bây giờ tôi phân tích một chút nhé, các bạn cùng với tôi chúng ta cùng nhau làm cái này. Bây giờ đây này nhé. Khi mà chúng ta đã thể hiện cái chữ trên màn hình thì chúng ta phân tích như sau này. Đây, tôi cùng các bạn chúng ta phân tích một chút ở đây nhé. Khi chúng ta viết một cái chữ tiếng Việt, tôi lấy ví dụ nhé. Đây, tôi viết một tiếng Việt, tôi lấy ví dụ, viết một từ là... Việt này, Nam này. Nam đúng không? Thì như vậy là mỗi cái từ tiếng Việt này nó nằm trong khung, chứ nằm khung như này, có cái là khung của nó đấy. Đấy, nó có chiều rộng mà khác nhau nhé, chiều rộng khác nhau đấy, thấy không nào, chiều rộng khác nhau đấy. Được chưa? Nôm na chữ Việt Nam nó nằm trên một cái dãy như này, nằm trên một cái dãy như này đấy. Ta có thể phóng đấy, ta lấy dụ như vậy nhé. Đó. Đây là chữ V này, chữ Y này, E này, lấy ví dụ như vậy thôi nhé. Đấy, khác nhau. Thì cái chiều dài này này, cái chiều dài này, cái độ dài của cái chữ cái tiếng Việt, đây là cái thể uộc của chúng ta nhé. Thì cái độ dài các ô này là gọi là len nhé. Thì cái len của nó chính là bằng, đây chính là bằng len của uộc. Được chưa?
và chúng ta sẽ muốn căn vào giữa, ở cái điểm giữa này, ở cái điểm giữa đây này là chính là x y. Như vậy chúng ta rồi vào đầu như vậy, bắt đầu viết từ đây này. Đấy, thì và tính vị trí này này nhé. Tính như nào đây? Thì chúng ta cứ tạm thời về chúng ta hiện tại chúng ta chưa biết là cái từ đó như nào. Chúng ta cứ tạm thời quy định là một cái độ rộng này, chúng ta đưa ra một cái độ rộng gọi là mặc định thôi. Thì tôi gọi cái độ rộng này tôi gọi là gì? Tôi gọi nó là cái mặc định của cái chiều rộng của dấu cách. Cách tôi đặt tên cái này nó là x này. Bằng gì? Bằng cái chiều rộng tạm thời chiều rộng của dấu cách nhé. Còn bản thân dấu cách này tôi sẽ có một ký tự khác, tôi ký hiệu cho nó là space, là dấu cách nhé. Là như vậy là để làm như sau. Thì đây các bạn chú ý nhé, để khi mà tính toán ấy, tôi phải tính toán xem cái vị trí này là về vị trí nào nhé. Thì tôi làm như sau, để tôi cùng nhau. Đây, thì ban đầu chúng ta sẽ đặt, chúng ta cần thêm hai cái biến nữa. Hai cái biến để mô tả, biến đầu tiên là mô tả tôi gọi ký hiệu là width nhá, viết tiếng Hoa dễ. Width. Đây là cái chiều rộng mặc định của dấu cách của chúng ta. Và cái thứ hai, cái biến thứ hai tôi đặt tên nó là biến nó là space mô tả, đây chính là ký tự dấu cách thì chúng ta vẫn cần dấu cách nhé. Space nhé, cần hai cái. Thế như sau này, ban đầu thì đặt ID bằng 0, đặt cái width này là bao nhiêu nhỉ? Đại khái đấy, nó cỡ là vì cái kích thước của chúng ta là chiều rộng của chúng ta là cỡ khoảng 50-50 đúng không? Thì đặt trung bình cái này đặt là 45 chẳng hạn, 50 cũng được không sao? 45 hoặc 50 nhé. Còn dấu cách chúng ta làm như sau. Dấu cách thì chúng ta, đây là cái tự dấu cách. Thì chúng ta cho gọi vào đây nhé, chúng ta bấm đây này, chúng ta bấm nút xóa này, delete xóa này, bấm dấu cách này. Đó. Thì như vậy cái chỗ này là một dấu cách rồi. Đây là những tham số ban đầu rất quan trọng nhé. Rồi bây giờ tôi bắt đầu này, tôi vào đây này, tôi bắt đầu viết lập trình cho cái này nhé, rất quan trọng này, rất quan trọng để chúng ta thử ở đây nhé. Đây. Thì như sau nhé, bây giờ chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ đặt thêm cái biến là biến n là biến để tính cái số lượng các ký tự ở trong cái từ uộc n này. Và tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đặt thêm cái biến nữa. Chúng ta sẽ đặt thêm cái biến nữa là gì? Là cái biến là thể loại n không cần thiết. Chúng ta đặt cái biến len đúng không? Biến len thì đúng hơn chứ không phải biến n. Biến lem đúng hơn để mô tả cái số ký tự của cái từ uộc này nhé. Tiếp theo chúng ta cần một cái biến nữa để mô tả, đây từ các bạn chú ý nhé, đây kiểu là d space là cái độ rộng của cái tự dấu cách được mô tả ở trong cái thủ tục này. Đấy, chúng ta cần vài biến nhé, bây giờ tôi tính tiếp này ở đây nhé. Thì cái hàm này là cái hàm nó sẽ chỉ tác dụng lên các cái clone thôi, cho nên tôi sẽ phải nó tạo ra clone, tôi sẽ phải áp dụng cái hàm này cho cái nhân vật gốc. Thì tôi làm như sau, tất cả nằm trong một cái này, một cái vỏ lõi if này, nó chỉ tác dụng với clone thôi, tôi phải để như này. If mà ID bằng 0 thì mới làm nhé. Vậy là chỉ áp dụng cho nhân vật gốc thôi. Đấy. Nếu chúng ta không để cái lệnh này thì máy nó sẽ tạo ra rất nhiều clone khác nhau và làm cho chương trình nó hỗn loạn. Đây là phần rất quan trọng. Một số bạn không để ý chỗ này nhé. Như vậy là chỉ áp dụng cho nhân vật gốc thôi. Thì nhân vật gốc nó sẽ tạo ra các clone và hiển thị trên màn hình nhé. Nhân vật gốc thì luôn ẩn đi. Cho nên khi mà hiển thị thành chúng ta phải bật lại cho nó hiển thị lại nhé. Rồi chúng ta bắt đầu tính này. Ban đầu chúng ta đặt như sau, chúng ta đặt là cái length chứ phải length là dùng length rồi n length được thằng length n cũng được nhé, được length đi. Length là cái độ là cái chiều là cái số ký tự của cái từ tôi muốn này hiển thị của cái từ uộc này, tôi dùng cái hàm này, dùng cái hàm là hàm length này. Đấy. Hàm length của cái uộc này tôi kéo xuống nhé. Đó.
đây là bên đây là lệnh đầu tiên nhé. Lệnh thứ hai là cái độ rộng của cái dấu cách, được chưa? Độ rộng của dấu cách. Thì vì sao chúng ta phải làm lại cái đó? Vì bản thân cái dấu cách độ rộng của chúng ta đặt đây là cứng là 45 này. Nhưng mà tới đây thì không phải là không cái D space này không phải là 45 mà nó còn tỷ lệ với cái size này này. Đó. Cho nên cái D space này chính bằng cái width này 45 nhân với size chia cho 100. Đấy, chúng ta chú ý chỗ này này, vì chúng ta tất cả mọi thứ ở trong này chúng ta đều phải gì? Chúng ta đều phải đặt cho nó là đặt cho nó lại là bằng kích thước nó theo cái size này hết. Chứ này đặt cho cái này bằng như sau, rất quan trọng nhé. Cái này chính là bằng là phép nhân này. Nhân cái gì? Nhân cái width của chúng ta. Nhân cái width gốc chúng ta chính là cái này này, width gốc đây này. Được chưa? Nhân với size và sau đó tất cả chia cho 100. Chia cho 100 đây. Chúng ta luôn có phải tính cái size này nhé, rất quan trọng. Đấy, cái này tôi đã đưa vào đây. Đây chính là cái độ rộng mặc định của dấu cách ở trong cái hàm này, cái quan trọng. Tiếp theo là bản thân ký tự này chúng ta cũng phải nhân tỷ lệ với size. Chúng ta đặt như sau. Chúng ta đặt cái lệnh là gì? Là set size. Đây, set size. Yeah. Set size là bằng gì? Bằng 100%, tức là bằng 1 và nhân với gì? Và nhân với và chính là size này. Đặt cái này. Đó. Thì đây là cái đặt ban đầu nhé, nó tỷ lệ với size này hết này, đó size này này cái quan trọng. Được rồi, bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ phải gì đây, rất quan trọng các bạn chú ý nhé. Chúng ta phải không phải x gì đây, chúng ta phải go to ra phía đầu rồi cơ. Đó, đầu này nó là cái gì thì tất cả cái thế này nó có là chiều dài của nó lại là n là đây này, đây tôi tính cho các bạn xem nhé. Cái chiều dài của cái anh này này nó là length độ dài nhé, nhân với gì, nhân với width, nhân với d space nhé. Nhưng mà tôi phải chia đôi là một nửa, mà nửa ở đây một nửa ở đây, nó là chia đôi ra đây chính là một nửa ở đây. Thế như vậy chúng ta phải go to vị trí này là vị trí này y của nó chính là y là y không chính bằng y, còn x không này, cái x không này chính là bằng là x gì trừ đi cái này trừ đi là length nhân với d space. Đó, chúng ta chú ý nhé, d space sau là cái này phải chia hai. Thì mình tìm ra được tính được cái vị trí ở bên trái nhé. Thì như sau này chúng ta cùng nhau làm nhé. Đây, chỗ này nè, sau khi mà set size rồi thì chúng ta sẽ go to sang phía bên trái để bắt đầu viết. Đây, go to thì y vẫn là nó chiều ngang đấy, nhưng mà x thì phải gì, x ở đây sẽ phải làm phép trừ như sau. Phép trừ là x trừ đi cái gì, trừ đi cái một cái khoảng cách là gì, là cái độ dài của cái toàn bộ cái sâu đó, cái sâu tự đó là bằng d space nhân với length và chia 2. Chỗ này là chỉ bằng gì, chỉ bằng cái độ dài này đây và chia 2. Đấy, cái điều hơi khó một tí nhé, chúng ta chuyển ra đầu mà nó bằng như sau, nó bằng là d space đâu rồi d space nhé, nhân với length chia 2. Đấy, để vào đây này. Đấy, thì đây chính là cái vị trí ở bên trái ngoài cùng, vị trí này. Thật ra là cần phải cộng thêm vào nó ở đây cái này, nó ở điểm giữa đây mà thôi, không cần, chúng ta cũng không quan trọng, đúng là nó nằm ở đây này, tức là từ đây chúng ta phải cộng thêm vào đây, cộng thêm một cái đoạn bằng là 0.2 của d space nữa, nhưng mà thôi, không có 0.5 d space chia 2 nữa, nhưng mà thôi, chúng ta không cần thiết phải làm như vậy nhé. Cái này các bạn về nhà các bạn tìm hiểu chỗ này kỹ hơn nhé. Nhưng mà tới chỗ này là cái chỗ mà
phải gộp đây mà phải là gì, mà phải là trừ cơ, để x thì trừ đi. Đấy, x thì trừ đi nhé. Nhắc lại nhé, đây là phần ban đầu này, đặt cái xét cái len bằng là độ dài của cái độ số lượng các ký tự của cái số ký tự uộc này. D space là cái khoảng cách space của cái space của cái dấu cách, nhưng mà là thực sự trong chương trình dùng chính dùng bằng cái width ban đầu này mà nhân với size trên 100. Tiếp theo là cái bản thân cái chữ cái này, cái nguyên cái phần tử này, cái nhân vật này cũng phải nhân với đặt cái size của nó bằng size phần trăm, và nó go to vị trí đến vị trí bên trái chính bằng là d space trên len chia 2 nhé. X thì trừ đi. Rồi tới đây rồi, chúng ta bắt đầu mình làm mình mô tả. Chúng ta xét từng ký tự một của số ký tự uộc, và chúng ta dùng clone chúng ta hiển thị trên màn hình nhé. Như vậy chúng ta dùng một cái biến nữa là cái biến là index nhé, rất quan trọng. Chúng ta dùng hai biến, tôi sẽ mô tả sau lại vì sao. Khi mà chúng ta chú ý nhé, khi mà chúng ta hiển thị chữ ấy, thì các bạn chú ý nhé, đây này, chỗ này rất quan trọng này. Khi mà chúng ta mà dùng để hiển thị cái chữ cái trên màn hình này, chúng ta như sau, các bạn chú ý chỗ này rất quan trọng luôn nhé. Đây, giả sử vị trí chữ cái ban đầu là chữ V này, đây nhé, tôi giả sử này, cái này các bạn phải đợi thử một chút, chúng ta làm về mặt toán học. Giả sử tiếp theo là chữ V này, tiếp theo là chữ Y này. Đấy, chữ V tức là như thế này, chữ Y là như thế này, được chưa? Chúng ta đang ở chữ V, chúng ta đang nằm ở đây, thì bước sau chúng ta phải, khi chúng ta vẽ xong chữ V rồi, chúng ta phải chuyển sang cái chữ Y. Đấy, chúng ta phải tính cái khoảng cách này. Cái khoảng cách này là như sau, khoảng cách này là không phải là bằng, nó bằng cái độ dài của cái V mà chia đôi, cộng với Y chia đôi nữa cơ. Đấy, cho nên nó chỗ này là cái khoảng cách này là rất phức tạp nhé. Cái này là nó phụ thuộc vào cái vị trí hiện thời và vị trí tiếp theo nữa. Đấy, cho nên cái chỗ này là rất quan trọng, cái chỗ này này. Đấy, khi chúng ta vẽ xong chữ Y, chúng ta vẽ xong chữ V, chúng ta chuyển sang phần tử tiếp theo là chữ Y. Nhưng mà chúng ta cần hai cái biến. Biến này là chỉ cái vị trí là index của cái biến hiện thời, và cái bên này tôi đặt tên nó là cái chỉ số, nó là index, đặt tên nó là index next, là cái chỉ số tiếp theo. Index next này chính bằng là index cộng 1 nhé. Đấy, ta cần cả hai biến này, rất quan trọng nhé. Hai biến này dùng để gì? Dùng để chúng ta tính toán để viết cái chữ rất đẹp trên màn hình nhé, rất quan trọng. Thì làm như sau. Như vậy đây chúng ta sẽ dùng hai cái biến, một cái biến là index và một cái biến thứ hai nó là index next. Đấy, để là biến chung nhé. Đây, rất quan trọng. Thì ở đây chúng ta đặt cái biến index ban đầu đặt được bằng 1, nó tôi đặt đây. Đấy, được chưa? Rồi sau đó chúng ta sẽ lặp liên tục theo cái chiều dài của sâu ký tự uộc. Chúng ta sẽ lặp bao nhiêu lần nhỉ? Lặp là length lần, lặp ở đây nhé, lặp ở đây là bao nhiêu lần, lặp ở đây là cái length lần. Đấy, thấy chưa? Đấy, lặp cũng lặp như vậy, chúng ta sẽ tạo ra một clone, chúng ta in ra trên màn hình. Đấy, rất đơn giản như vậy đấy nhé. Đấy, đầu tiên là chữ V, chữ Y, chữ E nặng vân. Thì với một cái nhìn như vậy thì chúng ta ở đây chúng ta cần tính tiếp theo là như sau. Đầu tiên là chúng ta tính cái gì? Chúng ta tính cái tiếp theo, chúng ta đặt một cái biến rất quan trọng, biến có đặt tên là CH, là cái tự hiện thời của cái số hiện thời. CH nhé. Đó, CH nhé. CH, và chúng ta sẽ CH thì như sau, chúng ta sẽ đây, biến CH thì biến này. Ở đây này, CH này chính là cái tự thứ index của số ký tự uộc. Chính là cái này. Đây, chúng ta lấy ra cái tự đấy. Đây nhé, cái tự thứ gì, cái tự thứ thứ index, đây là chỉ số, với chỉ số hiện thời, lấy index nhé của cái số uộc này. Đấy, với cái tự này chúng ta sẽ phải hiển thị trên màn hình cái tự tướng, được chưa? Đấy, chỗ này chỗ rất quan trọng nhé. Rồi thì bây giờ đây chúng ta làm tiếp theo này.
Khi mà hiển thị rồi thì chúng ta phân biệt làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là CH này chính là nó là cái tự dấu cách, là chữ Hà Nội, chữ sau chữ A là chữ là dấu cách thì hiển thị khác, thì không cần hiển thị. Còn vẫn là chữ không mà dấu cách thì mới cần hiển thị. Ở đây chúng ta sẽ cần làm thêm hai một, một chúng ta cần nữa. Sau khi đặt cái này chúng ta cần có một cái kiểm tra. Đây. Nếu nhé. Sai là đây này, ở đây nhé. Các bạn chú ý ở đây rất quan trọng này. Ở đây nhé, khi mà đã đặt cái này rồi thì chúng ta đặt hai trường hợp. Một trường một là CH chín bằng là ký tự space, và trường hàm hai là không. Thì như vậy chúng ta đặt một cái dấu, một cái hàm kiểm tra. Thứ nhất, nếu mà CH, nếu mà ký tự tương ứng ấy, ký tự từ index tương ứng nhé, mà bằng space, để bằng space thì xử lý khác. Đấy, ta đưa đây nhé. Còn nếu mà là không có space thì xử lý khác. Nếu space thì đơn giản lắm, chúng ta chỉ việc gì? Chúng ta chỉ việc dịch chuyển sang bên phải một cái đoạn bằng d space thôi. Được chưa? Đó. Đấy, thì ở đây chúng ta chỉ việc gì? Ở đây chúng ta chỉ việc như sao? Chúng ta chỉ việc dùng cái lệnh gì? Chúng ta dùng lệnh là chuyển sang bên phải. Đây. Lệnh là trên x by. Đây. Trên x by một cái đoạn bằng bao nhiêu? Bằng chính là bằng d space. Chúng ta chú ý nhé, bằng chính cái khoảng cách mà tôi tính d space là cái này này. Đấy. Chuyển sang một cái đoạn bằng là d space. Đấy. Như vậy nếu mà là ký tự là dấu cách ấy, thì chúng ta chỉ việc làm này là xong. Còn ở đây này, nếu không là dấu cách thì chúng ta mới cần làm tiếp tục. Được chưa? Thì nếu mà ở đây này, khi CH không là dấu cách nhé, thì chúng ta cần phải gì? Chúng ta cần phải tạo clone và thể hiện clone đó trên màn hình theo đúng cái trang phục là ứng cái tự là ứng cái tự ở CH. Được chưa? Thì làm như thế nào? Thì làm như sau nhé. Đây, thì tôi làm như sau. Bây giờ tôi sẽ phải ở đây là tôi phải làm như sau. À, đầu tiên tôi phải đặt cái tự của kia chuyển ID bằng 1. Đấy, để chuẩn bị tạo clone thì tôi đặt clone nó quy định gì là tất cả các cái tự này là có ID bằng 1 chính là clone nhá. Chỗ này là chỗ rất quan trọng đây nhé. ID bằng 0 thì là nhân vật gốc, ID bằng 1 là clone. Đây là chỗ chúng ta đặt clone như vậy nhé. Tiếp theo, bây giờ muốn thể hiện đúng cái tự CH này, chúng ta sẽ phải tìm cái chỉ số của nó, chỉ số của cái tự CH này trong cái bảng chữ cái của chúng ta, trong cái bảng này này, trong cái bảng VN cha này, TH1 này. Đấy. Làm sao biết được? Làm như sau. Bây giờ chúng ta tạo một cái biến nữa để mô tả cái đặt tên là CH ngang index, chỉ ra cái chỉ số của ký tự CH trong cái bảng mã tiếng Việt, trong cái bảng 89 từ tiếng Việt. Đây, chúng ta làm như sau nhé. Đây, chúng ta đặt cái này, chúng ta dùng cái lệnh này, chúng ta dùng cái lệnh này. Đây, set nhé, set cái CH index rất quan trọng. Đây, CH index bằng cái chỉ số. Thì như sau, chúng ta làm như sau nhé. Thì đầu tiên chúng ta phải gì? Cái chỉ số của nó là như sau. Là chúng ta dùng cái hàm này này. Đây, dùng cái hàm này này. Đây, dùng cái hàm này này. Đấy. Cái hàm này để mô tả cái chỉ số đây. Cái hàm này là đây nhé. Chúng ta dùng cái chúng ta lấy gọi ra cái biến cái ký tự nhé. Đây. Cái CH chỉ ra cái vị trí của ký tự CH trong cái bảng mã tiếng Việt của chúng ta, cái bảng mã ký tự tiếng Việt, bảng mã mà tôi có này, bảng 89 chữ cái này, đấy quan trọng nhé. Thì cái item sao đây chỉ ra chính là cái chỉ số của ký tự CH trong cái bảng mã tiếng Việt thì tôi đưa vào đây. Đó, in ra thành cái dãy này. Như vậy CH, cái CH index chính là cái chỉ số của cái tự CH trong cái bảng mã của chúng ta nhé, bảng mã là 89 ký tự thuần Việt. Đấy, tôi đưa nó vào đây. Thấy không? Rất quan trọng. Được chưa? Thì sau khi mà đặt cái ID bằng 1 và đặt là cái số dân rồi thì chúng ta sẽ chuyển trang phục của nó theo đúng trang phục là cái này. Chúng ta dùng lệnh này. Trước khi chúng ta tạo clone, chúng ta switch. Đấy. Switch cái gì? Switch cái trang phục
đến cái chỉ số đó, đến cái chỉ số là CH index đó, cái phần này phần rất quan trọng. Đó. Được chưa? Khi chuyển đến rồi thì chuyển sang phút rồi thì tại vị trí hiện thời chúng ta đặt, chúng ta tạo clone, chúng ta làm như sau. Chúng ta tạo clone. Đây. Chúng ta tạo clone. Ta dùng cái lệnh này để mà chúng ta tạo clone nhé, đây. Tạo clone. Tất nhiên là ở đây tôi thêm một lệnh nữa trên này nhé. Ở chỗ trên này thì trên này này, trước khi chúng ta tạo con này thì chúng ta cho nó hiển thị, để cho clone hiển thị, chúng ta dùng cái lệnh là show ở đây. Chúng ta sẽ đưa nó vào đây. Đưa nó vào chỗ này, này sau cái chỗ này này. Đấy. Trước khi vào cái vòng lặp để nó tạo clone thì chúng ta đặt show. Thì khi show lên rồi thì tất cả clone nó sẽ hiển thị. Và khi làm xong rồi ở cuối cùng chúng ta sẽ đặt nó ẩn đi, đặt đây ẩn đi, đặt đây này. Đó. Rồi. Ta chú ý nhé, có rất nhiều Đây. cái chỗ mà rất nhiều chỗ quan trọng nhé. Để tạo tạo clone này nhé. Rồi, tạo clone nó hiển thị rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ phải chuyển sang cái khi tạo clone xong rồi thì nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ phải chuyển sang bên phải để sẵn sàng cho cái tự tiếp theo. Đây, chuyển sang tiếp theo. Nếu mà cái index của nó mà là chính là bằng len thì thôi, chúng ta không còn chuyển nữa, nhưng mà nó nhỏ hơn len, chúng ta phải chuyển sang. Được chưa? Thì làm như sau. Tới đây rồi nhé. Khi đọc nó rồi cho kiểm tra. Nếu nếu mà cái index của chúng ta mà nhỏ hơn len thì mình phải chuyển, không không thì thôi. Đây. Index nhé. Nếu mà cái chỉ số index mà chúng ta đang làm việc ấy, hiện thời đó mà nó nhỏ hơn len thì chúng ta mới phải chuyển, còn không thì thôi. Đây, đưa vào đây nhé. Đấy. Nếu mà nó nhỏ hơn như này thì sao? Thì nhỏ hơn thì chúng ta sẽ phải làm tiếp tục, chúng ta sẽ phải tính tiếp. Nên chúng ta đặt cái index next này bằng gì? Bằng index cộng 1. Chúng ta cần cần cả hai cả hai cần cả hai cái biến là index và index cộng 1 nhé. Đây. Cộng 1. Chúng ta đặt cái này bằng index. Như vậy chúng ta cần hai biến, một cái biến là index và một cái biến index cộng 1 nhé. Đấy. Để cho tính toán để làm gì nhỉ? Để chúng ta tính toán và tính chiều rộng của hai cái này và chúng ta chuyển cho nó hợp lý. Được chưa? Chuyển bằng một nửa của cái tự hiện thời cộng một nửa của cái tự sau thì nó mới ra nhé. Như vậy chúng ta chuyển rất quan trọng, cái chuyển này này. Cái chuyển này này chính là cái chuyển như sau. Chuyển một khoảng cách bằng một nửa độ độ rộng của cái hiện thời cộng một nửa của độ rộng phần tử tiếp theo. Đấy, chúng ta hơi khó một chút nhé. Đấy, chúng ta chú ý. Được chưa? Chỉ là như vậy, chúng ta làm như sau này. Thì như vậy chúng ta sẽ phải ở đây, chúng ta sẽ phải tính cái chỉ số cái tự tiếp theo. Chúng tôi gọi thêm một cái tự nữa quan trọng, đặt tên là CH next. Như vậy rất là nhàng nhé. CH next là cái tự tiếp theo, CH là cái tự hiện thời, CH next là cái tự tiếp theo. Thì CH next tôi tính như sau, cái CH next đó tôi tính bằng gì? CH next tôi tính bằng chính là cái gì? Chính là bằng cái gì? Nó chính là bằng cái tự tiếp theo. Đây, dùng cái này, dùng cái là letter này. À, cái tự thứ gì? Cái tự thứ tôi kéo cái uộc này xuống nhé, uộc đầu rồi, uộc này. Đấy. Cái tự tiếp theo của cái đấy. Chỗ này chính là index next nhé. Đấy, chỗ này tôi lấy ra chính là cái này, index next. Đấy. CH next thì bằng là cái tự index next của uộc tôi đưa vào đây. Nhưng mà chỗ này là nếu index mà nhỏ hơn input len tôi đặt lại index next và CH next, được chưa? Đó. Và tới chỗ này thì tôi là phải xử lý làm hai cái nhé. Được chưa? Làm như sau này. Cái này là bằng như sau, cái này là sẽ bằng như sau, cái này là chúng ta chú ý cái này nhé. Chúng ta phải phân chia làm hai loại. Nếu CH next là bằng space thì sao? Còn không bằng space thì sao? Đấy, chúng ta chú ý nhé.
Đấy, chỗ này hơi là nhầm một chút chút nhá. Bây giờ tôi làm này. Bây giờ tôi làm như sau. Ở đây tôi tạo ra hai cái biến, một biến là KC và biến là KC next, hơi là nhầm một chút thì tôi bằng qua KC. Và biến thứ hai là KC next để tính cái chiều rộng của cái tự hiện thời và cái tự tiếp theo. Đấy. Được chưa? Chỗ này là chỗ hơi phức tạp một chút nhá. Cái KC thì tính được ngay. Còn cái KC next thì phải phức tạp hơn một chút. Đây tôi tính nhá. Để tôi tính cái KC trước đây. KC là cái độ rộng của cái tự hiện thời nhé. Của cái tự hiện thời. Đây này, cái tự hiện thời nó chính là cái này này. Là nó là cái vị trí này nhé, tôi kéo đây là cái số tự của cái tự hiện thời thời này. Đó. Nhưng mà là nó cái tự hiện thời thì là cái tự này, nhưng mà tôi phải gì? Tôi phải lấy cái độ dài của nó rộng của nó, tôi phải lấy cái hàm này ra. Hơi phức tạp một chút nhá. Đây các bạn. Tôi phải lấy cái hàm này này. Cái hàm là cái hàm này là khoảng cách 1. Đấy. Cái khoảng cách 1 đấy nhá. Đấy. Như vậy là như sau này, tôi phải đưa cái này vào đây này. Đấy, tôi đưa vào đây. Đây chính là cái độ rộng của cái tự hiện thời. Của cái tự CH hiện thời đấy. Thì như sau tôi nhắc lại này. Tôi lấy cái số thứ tự của nó ở trong cái bảng ký tự tiếng Việt thuần Việt. Sau đó tôi phải lấy cái độ dài của nó bằng cái bảng VN cha KC1 ở đây. Đó chính là KC. Tôi đặt vào đây. Đấy. Tiếp theo tôi tính cái KC next, cái KC này, cái KC này nó chính là cái độ rộng hiện thời này, độ rộng này này. Đây là KC nhé. Đấy. Còn đây là KC next này. Đấy. KC next này là nó phụ thuộc vào hai trường hợp. Một nếu cái tự tiếp theo là cái tự nó là space thì khác, còn nó là không là space thì nó lại khác. Nhưng mà chúng ta phải xử lý tiếp theo chỗ này rất quan trọng sau đây nhé. Chúng ta phải có một xử lý tiếp theo cho tính cái KC next đó nhé. Đây như sau, nếu đây CH next là cái này nhé. Một là nếu mà CH next mà bằng đây CH next là cái tự tiếp theo này, CH next. Nếu CH next mà là bằng space được chưa, thì cái KC next, cái khoảng cách của phần tử tiếp theo đây, cái KC next này nó chính là cái độ rộng space gốc của chúng ta, chính là cái này. Đấy. Còn ngược lại nếu mà cái CH next mà nó không là space thì cái KC next được tính như sau. Cái KC next được tính tương tự như cái chuyện như là cái này. Chỉ thay cái CH bằng CH next thôi, chúng ta kéo cái này xuống. Nhưng mà thay cái tự này bằng cái là CH next. Đấy. Đấy. Bằng CH next mà tôi đưa cái này vào đây. Khá là phức tạp luôn. Đấy, thì đây là cái đoạn mà tôi tính cái KC KC next, được chưa? Đấy. Khi tính xong rồi thì tôi sẽ phải dùng lệnh, tôi chuyển sang bên phải, dùng lệnh này, chuyển sang phải, dùng lệnh là đây, dùng cái lệnh là change x by đây. Tôi đưa nó vào đây này. Tôi đưa vào chỗ này nhé. Đó, KC. Cái này nhé. Chứ không phải một bằng bao nhiêu. Chứ không phải bằng cái đoạn là như sau, bằng là KC cộng KC next chia 2. Xong tất cả là nhân với sin chia 100. Hơi lằng nhằng nhé. Tôi làm như sau này. Rất là phức tạp. KC cộng KC next này. Đó. Là cái khoảng cách này. KC này cộng KC next này. Đó chú ý nhé. KC nó là cái này này. KC là cái này này. KC next cái này, tổng cả hai cái lại, tổng lại xong lại tôi lại chia đôi nó ra, tức là tôi là chia cái đôi, chia cái này này. Đấy, chia cái này nhé. Đấy. Đó, chú ý đây này, cái khoảng cách này nó chính là KC cộng với KC next chia 2. Đấy. Nhưng mà tất cả và nhân với là sai chia cho 100 nữa thì nó mới đúng. Cho nên cái đoạn này là nó làm như sau. Cái chỗ này là nó bằng như sau.
chỗ này là chia 2 nhé, chúng ta bảo chia 2, đấy, chia 2 đây, chia cho 2, đấy. Sau đó tất cả cái này lại nhân với, đây, lại nhân với cái này. Đấy, tất cả cái này nhé, nhân với sai, kéo cái này xuống. Bài này nó hơi dài một chút nhé, chúng ta chịu khó một tí. Mà chia cho 100. Đấy, chia cho 100. Đây, chuyển đi. Đấy. Tới đây thì mới xong. Xong hết chỗ này rồi thì tôi sẽ... Ở đây này, tôi sẽ phải... Sau đó ở chỗ này là... Chỗ này là cái chỗ tôi phải... Tôi phải chuyên cái... tăng cái biến index lên một đơn vị. Đây. Tôi đưa cái này vào đây này. Đấy. Đấy, sau khi làm xong rồi tôi ẩn đi. Ẩn đi và đặt lại cái nhân vật gốc của chúng ta, đặt lại cái ID là về không. Yeah. Đặt lại cái ID về không. Và cũng đặt lại luôn, đặt lại cho nó cái set size này về 100%. Đấy. Thì đây chúng ta vừa mới làm xong một cái hàm rất là phức tạp. Cái hàm này là mô tả gì? Mô tả cái hiển thị một cái chữ Việt bất kỳ tại vị trí x y bất kỳ, làm tâm, làm điểm giữa với cái size bất kỳ. Tôi thử sức kiểm tra đúng không nhé, bây giờ tôi làm như tôi đưa cái này vào đây, tôi chạy tôi thử ngay, bấm lên chạy thử con dao nhé, anh chị Việt Nam thì nó chính xác không? Còn chính xác đấy, cái giữa đây là khoảng cách, đây là gọi là khoảng cách, là làm là khoảng cách đây là chính là gì, là dấu cách đấy nhé. Bây giờ thử kiểm tra này, tôi bây giờ là thủ đô này chạy thử thủ đô đấy. Chính xác chưa, cô thể cho điểm giữa hơi rộng, tôi cho nhỏ lại một chút nhé. Thì tôi dùng cái út này tôi nhỏ đi, tôi để đây là 40 thôi, tôi sẽ bé đi một tí cho nó đẹp hơn, được chưa? Thì biết đây là gì, là đất nước Việt Nam, cho nó dài, nước ăn Việt Nam nhé, Việt Nam. Đấy. Đất nước Việt Nam, được chưa? Anh em chúng ta vừa mới làm xong được một cái hàm rất quan trọng. Cái hàm này các bạn sẽ dùng ở rất nhiều nơi nhé. Đấy, rất nhiều nơi. Cái hàm này mô tả x y là cái trung điểm, là cái trung điểm, là cái điểm giữa của cái chữ này. Còn chúng ta có thể làm viết một cái hàm khác là x y là cái bên trái cũng được, thì các bạn sửa một chút là ra ngay. Thì tôi dùng cái hàm này nhé. Được rồi, thì bây giờ tôi sẽ làm thử một cái bài như này nhé. Đây là cái bài rất quan trọng, chúng ta chú ý nhé. Bây giờ tôi làm thử một kịch bản như sau. Kịch bản như sau nhé. Kịch bản 1 thì như này. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm một kịch bản. Một là như thế này. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau viết một kịch bản đơn giản thôi. Kịch bản như này nhé. Từ xuống này cho rộng rãi này. Kịch bản 1 nhé. Bài 1. Bây giờ chúng ta có một cái danh sách các cái từ cần tập viết nhé. Tập gõ tiếng Việt. Đấy. Để chữ rất dài. Bây giờ là như sau, chúng ta sinh ra ngẫu nhiên các cái bài học. Mỗi bài học như vậy là sinh ngẫu nhiên. Các cái bài học, mỗi bài là yêu cầu là gõ là ba cái từ tiếng Việt phải khác nhau, lấy từ dãy trên nhé. Đấy. Và hiện trên màn hình một cái chữ học sinh sẽ nhập vào. Học sinh nhập vào, xong enter, nhập xong thì giáo viên đó sẽ thông báo là đúng hay là sai, nhập đúng hay là sai, nhập sai thì máy báo sai, đúng thì báo đúng, sau chuyển sang từ thứ hai, chuyển sang từ thứ ba, mỗi bài học như vậy là nhập đúng 3 từ, đấy, có thể cho điểm, làm đúng một từ thì được
10 điểm, gõ sai thì được bao nhiêu đấy? Thì được 0 điểm, nhưng mà làm xong được 3 cái bài, 3 cái thừa đó thì được 30 điểm. Ví dụ như vậy nhé. Đấy. Khi mà nhập xong, khi gõ xong thì giáo viên sẽ thông báo ngay, thông báo đúng sai ngay. Thông báo đúng hay sai. Đây là một cái bài rất điển hình, rất đơn giản thôi. Đây chỉ là một cái bản đầu tiên rất đơn giản nhé. Còn lát nữa chúng ta sẽ có những bài so kịch bản nó phức tạp hơn. Nhưng đây là cái bản đơn giản nhất nhé. Rồi thì chúng ta sẽ phải gõ vào một cái danh sách các cái từ cần tổng gõ. Thì đây tôi đã tạo sẵn rồi, chúng ta chỉ việc dùng nhé. Nên là đây tôi chưa gõ xem. Vì tôi tạo ra một cái bộ dữ liệu nữa là danh sách các cái từ đi. Tôi đặt tên là mình tôi gọi là work. Work list nhé. Đã thêm chữ work list. Được. Thế rồi. Work list nhé. Phải viết chữ VN ở chỗ này. Tiếng Việt nhé. Work list VN. Cái bảng này tôi có sẵn rồi. Trên mình tôi có sẵn rồi. Lát nữa tôi gửi cho các bạn xem nhé. Để tôi có sẵn trên màn hình. Nó nạp sẵn rồi. Tôi bấm vào đây import vào đây. Để work list trên màn hình tôi có hai cái dãy. Work 1 thì là các cái từ đơn. Còn work 2 là có hai từ đơn. Tôi làm lại cái thứ hai nhé, hai từ đơn đây. Đây. Cô giáo, thầy giáo, trường học, ông bà, bố mẹ, ba mẹ có hết cho mình có hết đấy nhé. Đây, tất cả cái từ tiếng Việt mình có nó hai từ đơn để tập viết thôi. Đấy, tất cả đây có bao nhiêu là có hơn 200 từ nhé. Và như vậy là giáo viên sẽ sinh ra mỗi lần sinh ra là ba từ ngẫu nhiên khác nhau từng đấy một trong cái bộ này và làm cho bài tập cho học sinh. Được chưa? Ở đây nhé. Ở đây là cái Việt Nam. Chúng ta sẽ cho cái viết đó ở phía dưới này một chút nhé. Dưới này. Giáo viên ở trên này, giáo viên đứng ở đây nhé. Vì tôi sẽ làm như sau. Bây giờ tôi sẽ tạo ra đây. Giáo viên ở đây nhé. Giáo viên đây. Tôi để cho đứng ở đây đi. Đứng ở đây nhé. Đó, đứng ở đây. Đấy. Còn chúng ta sẽ cho cái từ này viết xuống dưới ở đây nhé. Giáo viên sẽ hiện ra cái chữ cái ở đây. Chọn ba từ bất kỳ. Và sau đó thì sẽ làm xong, làm mỗi bài xong thì là thể dừng lại thôi nhé. Được rồi, thì cái như vậy là rất 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 nhiều việc nhé. Vì tôi làm cho giáo viên trước này. Giáo viên này, giáo viên khi mà vào giáo viên sẽ làm như sau. Đây tôi làm như sau. Giáo viên là người sẽ phải sinh ra một cái bộ dữ liệu gồm có 3 từ bất kỳ. Sau đó là lần lượt gọi đầu của các từ đó nhé. Đây giáo viên như sau này. Giáo viên sẽ đứng ở đây này, giáo viên sẽ go to vị trí hiện thời ở đây nhé, go to ở đây nhé, cho là lập trình cho các bạn một tập đơn giản thôi, được chưa? Go khóc nha, go khóc nhà, được chưa? Sau đó gì? Giáo viên sẽ làm như sau, giáo viên sẽ thông báo trên màn hình nhé, đây. Giáo viên sẽ thông báo trên màn hình. Đây. Giáo viên thông báo là 2 phút thôi. Các em chuẩn bị tập gõ tiếng Việt. Gõ tiếng Việt chính xác. Chính xác nhé. Chuẩn bị bài học. Đấy, lý do như vậy. Thì sau 2 giờ, sau hai cái này, sau dừng lại thì giáo viên sẽ là người sinh ra cái bộ dữ liệu đó. Sau đó là yêu cầu cái nhân vật này, nhân vật này nó sẽ hiển thị lần lượt từng từ đó mà giáo viên là người mà nhận cái từ đó và sẽ kiểm tra thôi. Được chưa? Bắt đầu nhá, chúng ta bắt đầu này. Thì ở đây tôi sẽ phải làm một thủ tục để tôi sinh ra thì như sau, cùng quan sát nhé. Chúng ta tạo ra một cái list nữa, một cái list này nó có tên là cái nó gọi là VKEP list đi. VKEP list là một cái bộ bộ gồm có ba cái chữ, gồm có ba cái từ lấy ngẫu nhiên từ của danh sách này nhé. Đây là danh sách work list VN. Giáo viên sẽ lấy ra ba cái từ ngẫu nhiên khác nhau từng đối một từ ở trong cái này, được chưa?
Thì cái này chúng ta biết rồi, chúng ta làm như sau. Giáo viên sẽ làm như sau. Đây, giáo viên đây tôi làm giáo viên sẽ phải tạo ra một cái biến nữa, là một cái dãy nữa, tôi gọi là dãy phụ, tôi gọi là dãy tem. Cái này rất quan trọng, dãy tem nhé. Còn gọi là tem list. Tem list. Khi mà cần phải sinh cũng nhiên là phải có cái này. Được chưa? Được rồi. Và giáo viên sẽ làm như sau, giáo viên sẽ tạo ra một cái block có tên là init. Init data để sinh ra cái ngẫu nhiên đó nhé. Rất quan trọng. Đây. Thì giáo viên sẽ là người, sau khi mà tạo xong, giáo viên sẽ là init đây. Đấy. Init này bắt đầu sẽ gọi học sinh lên để làm bài ấy nhé. Bây chúng ta mô tả cái hàm này nhé. Cái hàm này là cái hàm init data này là hàm như sau. Hàm này sẽ lấy ra ba cái từ ngẫu nhiên từ cái uộc list đó. Thì việc đầu tiên là như sau. Để tôi mô tả các bạn cùng quan sát nhé. Đầu tiên là cái lệnh này sẽ là cái lệnh chúng ta sẽ phải xóa đi cái tem list, xóa đi cái wkep list nhé. Wkep list là cái mà chúng ta wkep list đây. Cái wkep list tôi mới sửa lại một chút cho đẹp. Về rename tôi sửa lại chữ L viết hoa cho nó đẹp, cho nhìn nó dễ hơn nhé. Đấy. L này, về wkep list như này. Được chưa? Đấy, thì đầu tiên là xóa này. Xóa nhé. Sau đó là sẽ giáo viên sẽ copy toàn bộ từ cái uộc list VN sang tem list, sau đó mới lấy ra nhé. Làm như sau. Ở đây giáo viên sẽ dùng cái gì? Vẫn dùng cái này. Sau này giáo viên sẽ đặt cái này bằng dùng index, dùng lại cái chiều đây không sao, đây là phần trên không dùng được nhé. Đấy. Sau đó là giáo viên sẽ làm như sau, sẽ lập theo cái gì, lập theo cái chiều cái chiều dài của cái dãy là đây, lập theo cái chiều dài của cái dãy length của kia v uộc list vn đấy. Copy nhé, và copy từng cái một từ cái uộc list này sang cái gì, sang cái tem list này. Chúng ta dùng lại là add nhé. Add cái gì? Add cái phần tử thứ đây của cái uộc list vn, add cái phần tử thứ index đây, phần tử index của uộc list vn và bổ sung vào cuối của tem list đó, của tem list nhé, và đưa nó vào đây đấy. Và sau đó chúng ta change index by 1. Thì đoạn này này, cái đoạn này chính đoạn là gì, là sao chép toàn bộ cái uộc list vn sang tem list nhé. Sang tem list đấy. Rồi sau khi xong này rồi thì giáo viên sẽ lấy ra ba cái từ ngẫu nhiên từ tem list này và đưa vào cái wkep list. Làm như sau, giáo viên sẽ repeat 3 lần. Đó là 3 3 3 3. Thế là tùy chúng ta nhé. Ta có thể là 3 từ hoặc là 4 từ, 5 từ hay là 10 từ không quan trọng. 3 từ nhé. 3 từ. Sau đó là xong. Sau đó là chúng ta sẽ lấy ra ngẫu nhiên từ tem list và chúng ta đưa vào nhé. Đây. Thì ta làm như sau. Thì mỗi lần như vậy lại như sau, chúng ta sẽ lấy ra một cái phần tử ngẫu nhiên, chọn cái index này là cũng vẫn là index nhé. Index này là một phần tử ngẫu nhiên, chúng ta dùng cái hàm random. Ngẫu nhiên từ 1 cho đến cái độ dài của tem list. Đây. Ngẫu nhiên độ dài đầu cái length của đây, length của tem list đấy, độ dài. Như vậy lấy ra một phần tử ngẫu nhiên nhé của tem list nhé và đưa vào wkep list. Đây, lấy ra phần tử ngẫu nhiên này. Và sau đó chúng ta sẽ bổ sung phần tử đó vào gì? Vào wkep list. Đây. Lấy phần tử thứ index ngẫu nhiên đó. Lấy phần tử ngẫu nhiên của tem list này này và đưa vào wkep list. Sau đó là xóa đi cái phần tử index này. Dùng lại gì? Dùng lại là delete, xóa đi, delete này. Đấy, chúng ta xóa điểm gì? Xóa để sao cho là lần lấy thứ hai nó không trùng nhau nữa. Xóa đi phần tử index của tem list.
Nhắc lại nhé, là 3 lần này. Index là chỉ số ngẫu nhiên trong cái dãy template, xong đưa phân tử từ index đó vào với template, sau đó là gì, là xóa phân tử đó đi. Đấy. Thì sau cái lệnh này này, thì cái với template là nó nằm, nó có đúng là ba cái tự ngẫu nhiên đây, được chưa? Sau đó là lần lượt giáo viên sẽ làm như sau đây nha. Đấy, thì như sau này, tới đây rồi giáo viên bắt đầu làm này, giáo viên sẽ lọc thôi, lọc theo cái độ dài của nó thôi. Thì chúng ta lấy từng thứ một nhé. Đây, chúng ta làm như sau này. Ở đây chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta phải dùng cái biến là, hay chỗ cái biến uộc là cái biến chúng dùng để ta làm bài tập đấy, được chưa? Sau đó chúng ta dùng cái không biết dùng index nữa, chúng ta dùng cái gì? Chúng ta dùng chỉ số khác đi. Chúng ta đặt cái chỉ số cho giáo viên, nó là ví dụ như là STT chạy từ 1 trở đi này. Đấy, STT nhé. Tiếp theo là cái chỉ số là uộc, cái từ mà giáo viên cần lấy ra đấy để cho học sinh làm bài đấy, uộc, được chưa? Đấy, thì như sau nhé. Tới đây này thì giáo viên bắt đầu cho học sinh bắt đầu làm bài nhé. Đây, khi index xong rồi này, bắt đầu làm bài này. Khi làm bài thì giáo viên sẽ nói như sau, giáo viên sẽ nói một câu là gì, là em hãy nhập cái từ sau đây đấy nhé. Đây này, em hãy nhập từ sau. Nên đặt là đây, không đặt cái STT. Cái STT là bằng 1, bằng là bằng 1 nhé. Đấy, bằng 1 này. Đấy. Sau đó là lọc. Lọc là 3 lần. Lọc theo cái chiều dài của cái VKB list nhé. Lập theo cái chiều dài đây, lập theo cái length của VKList từng cái một đấy. Đó, và chạy xong một cái, khi mà xong một từ thì chuyển sang từ tiếp theo, thì dùng cái lệnh này là change STT by 1. Đó, kết thúc đấy. Và chuyển sang, được chưa? Đấy, để chứ là từ đầu đến cuối mà. Thì chúng ta ở đây chúng ta làm như sau. Ở đây chúng ta có cái lệnh là đặt cái uộc, cái từ mà ta cần phải đấy đấy, uộc ấy nhá. Uộc này chính là cái trên phần tử từ STT của cái hàm kia. Chúng ta lấy cái hàm này ra, đấy, item nhé, item của cái list, lấy ra phần tử thứ STT đấy. Này, thì người ta làm sau nhé, để lấy ra này, và yêu cầu sẽ vào làm bài nhé. Giáo viên yêu cầu là em hãy gõ từ sau đấy. Đấy, em hãy nhập từ không, từ tôi giáo viên hỏi luôn, không cần thế nhé. Khi mà có cái này rồi nhé, khi mà sinh uộc rồi thì giáo viên sẽ ra lệnh cho phần tử này hiển thị, giáo viên sẽ gửi một thông điệp là hiển thị đây, thông điệp là hiển thị từ nhé, hiển thị đấy, thông báo hiển thị đấy. Hiển thị nhé, thì thằng đánh ra đây hiển thị, sau đó thì giáo viên sẽ a luôn, giáo viên sẽ hỏi luôn, dùng này luôn, em hãy nhập luôn đây, em nhập từ cố tình nhở, cố em gõ từ, nhìn thấy trên màn hình đấy, được chưa? Gõ xong thì nhập vào một cái biến có tên là gì, tôi dùng cái từ gì nhỉ, là input tên là user,
user input đó, được chưa? Xong thì nhập vào cái biến là có thể là user input đây, set cái user input đây, user rồi, user input nhập vào từ, nhập vào từ màn hình luôn nhé, đây là answer. Đấy. Sau đó là kiểm tra, kiểm tra xem nó đúng thì là đúng, không sai thì là sai. Đấy. Kiểm tra so với uộc thôi. Đây kiểm tra này, kiểm tra lệnh này, sau cùng là cái này nhé, đây kiểm tra đúng lệnh này nhé. Đây kiểm tra, sau đó mới trên cái này này, mình mới quay lại nhé. Đây. Đấy. Kiểm tra nếu mà cái user input đó mà bằng chính là uộc thì là đúng rồi. Đây cái user input của nó chính là bằng cái từ mà nó cần hiển thị đó, thì bằng cái từ uộc này đó, thì giáo viên sẽ thông báo là đúng rồi. Đúng rồi. Và sau 2 phút thì lại quay lại. Còn nếu không thì thông báo là sai rồi. Sai rồi. Sai rồi. Đấy. Và tăng lại làm lại cái này. Được chưa? Bây giờ quay lại cái bên này nhé. Cái bên thông báo hiển thị thì anh này sẽ làm. Đây, bên này nhé. Đây. Khi mà nhận được thông điệp là hiển thị. Đây. Khi nhận được thông điệp là hiển thị thì đây. Hiển thị thì anh này nó mới thể hiện cái thể hiện, được chưa, thể hiện cái này mà thông báo cái này chỉ bằng uộc, chỉ bằng cái uộc này. Đấy. Tại vị trí là 0 ở trên này nhé, đó, và 50%. Cho cô giáo này bé đi một tí nhé, không nên lẫn vào đây nhé, chiếm nhiều thời gian quá nhỉ, chiếm nhiều chỗ quá. Đây này, to như này đúng không? Miền tôi sẽ cho nó nhỏ lại. Chỗ này là x thì là 0, còn y để là -100, nó lùi xuống một tí. Đó. 50% như này nhé, được chưa? Đây, bị hiển thị. Để tôi kiểm tra lại cho các bạn thử lại này. Bắt đầu nhé. Chuẩn bị này. Cái bàn. Đây, cái bàn. Gõ cái bàn nhé. Cái bàn. Gọi sai này, sai rồi đó, chúng ta bị lỗi đây nha, tôi sửa lại nha. Đấy, như vậy nhé. Bây giờ tôi làm tiếp tục như sau này, tôi thu âm cho nó thêm một tí cho nó hay nhé, cô giáo ở đây nhé, tôi thu âm thêm 2 âm thanh rồi này, đúng rồi và sai rồi nhé, đúng rồi. Đấy, rất là nhanh. Đúng rồi. Đấy, đây là đúng nhé. Tiếp theo thu âm tiếp theo ở đây là sai rồi. Ôi trời, không nhớ được phải không? Sai rồi. Chuyện sai rồi. Sai rồi. Có nên dạy trung tâm luôn, bọn người xe phải bọn không lên được gì. Không, cái này học. Đây là sai nhé. Rồi, bây giờ quay đây nhé, cô là của giáo viên này. Đúng rồi thì giáo viên gửi thông điệp là đúng rồi này, sai thì là sai nha, sai là từ đây này đó, còn đúng rồi thì như thế này, đúng rồi là đúng rồi. Khi mà xong rồi nhá, khi xong rồi, khi xong một chữ mà chuyển sang từ tiếp theo đó, ở chỗ này nhá, chỗ này giờ chuyển sang từ tiếp theo. Tiếp theo thì như sau, các bạn chú ý chỗ này rất quan trọng này. Khi mà xong một chữ rồi nhé, chuyển sang tiếp theo thì giáo viên phải ra một cái lệnh để cho nhân vật này xóa đi các cái tự trên màn hình. Ở đây phải có một cái thông điệp nữa gửi cho nhân vật chính của chúng ta, thông báo một cái lệnh này là xong một bài học, nhập xong. Đấy. Khi làm xong hay là chuẩn bị bài mới nhé, đã xong một từ, thấy chưa? Đấy. Gửi ở đây này,
gửi ở đây trước khi mà chuyển sang từ tiếp theo. Đó. Khi mà đã xong này rồi chuyển sang từ tiếp theo thì ở đây phải sao? Thì khi nhận được thông điệp đó, đấy, khi mà nhân vật nhận thông điệp là đã xong một từ thì sẽ phải xóa tất cả clone trên màn hình đi. Đây ok, như này sẽ phải làm lại sau đây. Phải làm cái lệnh hay bị cầm. Phải làm cái lệnh là gì? Làm cái lệnh là xóa clone. Đây, xóa clone. Cái này là quan trọng. Nó không bị đè lên nhau nữa nhá. Đó. Được rồi, bây giờ chúng ta chạy thử xem như nào nhé. Đây. Làm đúng cũng phải làm. Ngã ụt, tôi viết là ngã này. Ngã ụt này. Ụt này. Đúng rồi. Sang từ tiếp theo, cần chụp này. Cần chụp. Đúng rồi. Được chưa? Tôi viết sai này, ca khúc này. Ca khúc tôi viết chữ khục vừa là bị sai nhé. Sai rồi. Sai rồi thì vẫn dừng lại. Thế bây giờ tôi làm lại cái lệnh này cho tôi, nếu mà sai thì bắt buộc phải gõ lại, tôi sửa một chút nhé. Chỗ này này. Nếu sai thì phải gõ lại. Thôi, cái phần này các bạn làm về nhà làm nhé. Đấy, như vậy tôi vừa mới đây là tạm thời xong một cái bài, một cái bản rất đơn giản là tôi vừa làm xong. Vì tôi ghi lại cho ta cái bài này, chúng ta sẽ nhớ cái bài đầu tiên là cái bài mà bài học là gõ nhé. Bài học 1 là gõ các từ đúng, các từ tiếng Việt. Thế đây là một cái bản đơn giản nhất có thể. Còn chúng ta sẽ có rất nhiều cái bản khác. Bây giờ tôi xin phép được làm trước khi mà kết thúc, tôi nói thêm một chút nữa về một cái thủ tục thứ hai rất quan trọng. Chúng ta hiểu ý nghĩa của cái gọi là cái ý nghĩa của cái clone như vậy. Tại sao chúng ta phải dùng cái hàm này bằng clone, cái hàm này bằng clone, được chưa? Thì bài tập như sau này. Tôi sẽ làm cái bài tập thứ hai công cụ thôi, chưa đưa cái bản. Các bạn về nhà các bạn tạo cái bản nhé. Là tôi muốn là tạo ra một dòng chữ tiếng Việt mà di chuyển trên màn hình, làm được không? Đây là một cái bài tập nhưng nó mang ý nghĩa rất là sâu sắc vì có nhiều cái rất nhiều ứng dụng của cái kịch bản đó, của cái ứng dụng đó. Tức là bài tập như sau nhé, bài tập của tôi như sau, yêu cầu hay là cái bài tập là hãy em làm thế nào để tạo ra một cái từ tiếng Việt, mà có thể di chuyển trên màn hình. Đó. Như tôi viết chữ Việt Nam như này. Chữ Việt Nam nhé. Viết to. Việt Nam to. Nhưng mà toàn bộ chữ này là nó di chuyển trên màn hình, di chuyển sang phải, sang trái, có thể di chuyển lên, di chuyển xuống được, có làm được không? Đấy, thì đây là một quả rất là hay nhé. Nếu mà chúng ta làm được cái này ấy, thì có rất rất nhiều kịch bản, rất rất nhiều trò chơi là có thể dựa trên cái này. Vẫn là nhập tiếng Việt thôi. Nhưng mà là cái chữ đã chuyển động được thì làm cho cái chương trình vào rất là hấp dẫn. Thì tôi xin phép được trình bày các bạn cái này nhé. Nếu hôm nay làm kịp được, làm không được được thì chúng ta cứ về nhà làm tiếp. Đây là một tập rất là hay. Tôi muốn giúp các bạn phần đó nhé. Nó là ý nghĩa của cái việc mà chúng ta dùng clone. Thì nếu cái bài thuần túy mà để hiển thị dòng chữ trên màn hình thôi, chúng ta có thể dùng cái lệnh là stem, cái lệnh mà là vẽ chữ trên màn hình ấy, thì vẫn làm được. Nhưng mà cái vẽ chữ nó không chuyển động được. Còn đây là chúng ta dùng clone, chúng ta chuyển động được. Bây giờ tôi làm các bạn cái lệnh sau đây là chúng ta viết một cái hàm để cho cái này nó chuyển động trên màn hình. Được chưa? Đấy, chúng ta về cái bài này hơi khó một chút nhé. Cái phần 2 này hơi khó một chút. Tôi làm nhanh cho các bạn xem này. Vẫn dựa trên cái này nhé. Và chúng ta làm như sau. Đây, bây giờ chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ tạm thời bỏ đi cái này nhé. Bây giờ xóa cái này đi. Cái này tôi không cần nữa nhé. Đây. Không, tôi có để được, tôi để đây, tôi để tôi xóa đi, tôi để không chạy được nhé. Đó. Thôi xóa đi cho nó nhanh nhé. Cái này cũng xóa đi luôn nhé. Đấy, xóa đi nhé. Rồi. Bây giờ dựa trên cái này, tôi sẽ viết một cái hàm khác để thể hiện chữ trên màn hình, nhưng mà nó lại có thể di chuyển được. Đấy, phần,
Đây là phần rất là khó hơn, nhưng mà bài tập 2 là khó hơn bài tập 1 nhé. Thì làm sao chúng ta có thể di chuyển được? Thì di chuyển như thế nào? Đây, tôi đưa vào chương trình một kia một nhân vật nữa đóng vai trò là phụ nhưng rất quan trọng. Để tôi lấy nhân vật của chúng ta nhé. Đây, đám mây nhé, đám mây. Đấy. Đám mây tôi sẽ di chuyển trên màn hình, được chưa? Di chuyển trên màn hình. Nhưng mà làm sao? Nhưng mà làm sao mà khi mà cái tạo ra cái này này, nó sẽ phải gì? Nó sẽ phải chạy theo cái đám mây này. Đó, thì tôi muốn chúng ta cùng nhau phân tích cái này để chúng ta làm nhé. Làm sao để chúng ta phân tích được cái chuyện đó? Khi mà chúng ta tạo ra được một cái từ mà nó chuyển động được ấy, nhưng mà nó lại từ đó nó phải di chuyển được theo đám mây. Đấy, đám mây đóng vai trò là, nhưng mà khi tôi tạo ra một cái chữ ở đây nhé, là cái chữ Việt Nam nhưng mà là các cái clone nhé, thì nó sẽ phải gắn chặt với cái đám mây này, được chưa? Làm như thế nào đây? Tôi làm thử các bạn xem nhé. Đây, thử một cái bài mẫu nhé. Như vậy tôi sẽ làm lập trình cho cái đám mây này nhé. Đám mây này như sau này. Cái này rất quan trọng để các bạn cùng tôi, chúng ta cùng nhau làm nhé. Cái này là có cái phần 2 là khó hơn nhiều, nhưng mà tôi làm nhanh cho các bạn nhé. Cái đám mây này như sau. Đám mây này như sau nhé. Tôi sẽ làm như sau. Đây, tôi lập trình cho đám mây trước nhé. Đám mây trước thì khi bắt đầu vào thì tôi sẽ cho đám mây nó xuất phát từ một vị trí bất kỳ trên màn hình và nó di chuyển từ trái sang phải. Đây, tôi cho nó ở vị trí bất kỳ từ trái sang phải. Đây, go to đến một vị trí là đây là -2 -240 nhé, -240. Sau đó là tôi y cho bằng bao nhiêu, y cho bằng một cái vị trí bất kỳ, y đây từ ví dụ như tôi là -150 đến 150 đi, nhân từ 150, được chưa? Mà sau đó tôi cho nó di chuyển bất kỳ, tôi làm như sau, tôi cho nó vào cái phòng lọc vô hạn, lọc vô hạn, được chưa? Và nó luôn di chuyển về bên phải, một cái tốc là 5 chẳng lấy như vậy, góc cạnh thì chúng ta sẽ quay lại, góc cạnh thì quay lại lệnh này. Đấy, được chưa? Ví dụ như này. Đấy, di chuyển như này này, tức là thời như thế nhé. Đấy, thì mình làm sao mà khi di chuyển như vậy thì nhân vật này này nó sẽ tạo ra một cái từ, chính là chính cái nhân vật này là tạo ra một cái từ bất kỳ, và nó sẽ ra lệnh cho nhân vật này là hiển thị từ đó, nhưng mà hiển thị xong rồi thì phải chạy ở trên cái này cơ. Đấy, thì làm thế nào bây giờ? Thì chúng ta cùng nhau phân tích nhá. Trong cái chỗ này, đây là chỗ phần này theo tôi là phần rất là hay luôn, chúng ta chú ý để làm sao mà thì làm như sau này. Đây tôi làm cho các bạn làm như này nhé. Đây tôi làm như này, để tôi làm bìa như sau này. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái nhân vật này nhé. Đây, rất quan trọng. Bây giờ như sau, tôi sẽ tạo ra các cái nhân vật, các cái biến là biến riêng của cái anh này nhé, để tôi làm nhé. Thứ nhất tôi tạo ra cái biến riêng là ID. Cái ID này không phải đâu, ID này chỉ là cái đặc thù riêng của cái ID của cái nhân vật này thôi, chứ nó không phải là cái biến này dùng để tạo clone nhé. Đấy, cái ID tôi thôi lại biến riêng này. Đó. Biến riêng thứ hai tôi đặt tên là X post là cái luôn luôn chỉ ra cái vị trí x hiện thời của nó, x post. Và biến riêng thứ ba là e post. Và biến riêng thứ tư tôi đặt tên của nó là từ đi, là uộc đây. Từ tiếng Việt vn uộc đấy nhá, một cái biến riêng của cái anh này nhé, biến riêng. Như vậy tôi đặt ra liên tục các biến riêng là cloud này là ID là riêng này, export, import và vn uộc, được chưa? Vì sao tôi lại dùng biến riêng thì lát nữa tôi sẽ giải thích sau nhé. Đây là thế sau, tức là vì sao là dùng biến riêng, vì nếu mà dùng biến chung ấy
thì chỉ có một ID và một export và một epost, một VN uộc thôi. Nhưng mà tôi muốn trên màn hình có nhiều đám mây cùng di chuyển cùng một lúc, cùng tạo ra nhiều chữ tiếng Việt, thì tôi phải tạo ra bên riêng, thì nó có được phép là trùng tên nhau được mà. Làm như sau nhé, đây thử hóa như sau này. Bây giờ là đóng này lại cho ta hình dung nhé, đây các bạn xem nhé. Đây thì làm như sau, tôi sẽ ID là cái mã của cái anh này thôi, cái mã của cái nhân vật này này nhé. Thì tôi làm như sau, tôi tạo ra cái đây, đầu tiên là ID, ID của này tôi đặt bằng 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 3 chẳng hạn, cái đam mê sẽ là đặt ID bằng 3 này, 3 nhé. Rồi sau đó là làm như sau, tôi đặt cái uộc VN là cái bên này, uộc là cái bên riêng của nó đấy, cái VN uộc là cái bên riêng của nó nhé, đâu nhỉ, VN là bên riêng đấy, bên riêng nhé. Tôi đặt là Hà Nội chẳng hạn, chữ Hà Nội sẽ là cái chữ mà nó sẽ chuyển động ấy nhé. Đây đặt ở đây này. Rồi khi mà di chuyển thì tôi sẽ luôn gì, tôi sẽ luôn đặt như sau, khi mà di chuyển nhé. Đây là tôi làm thêm một lệnh nữa đây nhé, mình ở đây này, bỏ cái này ra này. Khi mà di chuyển nhé thì tôi làm như sau, tôi luôn đặt là hai cái biến, còn biến riêng còn bên biến riêng là export và import nhé, export và import, import đấy. Là cái gì, là cái tọa độ XY của nó đây đấy, luôn là hai cái biến này là rất quan trọng đây đấy, thấy chưa. Như vậy là ở đây chính là cái lệnh mà áp dụng cho cái đám mây này đấy, nó thay đổi như này. Nó có để bất kỳ luôn nhé, chạy bất kỳ luôn trên màn hình nhé. Rồi được chưa, thì bây giờ tôi sẽ ra cái lệnh để cho nó, để cho nó gì, để cho nó hiển thị cái anh kia này. Tôi ở đây tôi ra cái lệnh như sau, làm cái lệnh đặt một cái broadcast là hiển thị, hiển thị riêng cho cloud nhé. Đây, hiển thị đây là hiển thị ba, gọi là ba đi. Thì ý của tôi là mà ba mỗi là tôi sẽ có nhiều đám mây, mỗi đám mây có một cái ID riêng, cái ID của đám mây này là ba mà, nên ID là ba, tôi để hiển thị ba, tôi để vào đây này, để vào đây trước khi mà tôi chuyển động. Khi mà thông báo cái hiển thị ba này thì cái nhân vật này nó sẽ hiển thị được chưa. Đấy. Thế bây giờ muốn như vậy tôi phải làm như sau, chỗ này tôi phải viết lại cái này, không muốn hàm này nữa nhé. Hàm này như sau này, khi viết ra cái hàm này thì tôi tạo ra một cái hàm mới. Đây tôi tạo một cái hàm mới, không dùng hàm này nữa, tôi viết cái hàm mới. Hàm này vẫn là show work, nhưng mà dùng thêm cái từ là fly nhé. Đấy, fly là bay được, thì nó gồm có các thông số đây, nó gồm có tham số cũng là work này, nhé. Nhưng mà nó không cần, nó sẽ không cần XY nữa. Và nó vẫn cần tiếp theo uộc, sau đó nó cần cái, vẫn là cần cái size, vẫn theo cũ vẫn là size, và nó cần thêm một cái tham biến nữa rất quan trọng là id. Để trước id này là cái ý là tôi biết chữ id để y nhỏ, id nhỏ nhé, lẫn bị id lớn là của anh bên kia, id nhỏ nhé. Đấy. Đấy, tôi làm như sau. Đấy thì cái anh này này nó giống hệt cái bên này, giống hệt luôn, chỉ sửa tôi sửa một chút thôi, mình tôi copy cái này sang nhé. Đấy. Được chưa, copy cái bên này sang, nó giống hệt bên này nhưng mà nó chỉ khác một vài chỗ, chúng tôi để đây để tôi cùng em quyết định nhé. Đấy. Tức là giống hệt sai vẫn giống như cũ này, có uộc có sai là vẫn như cũ nhá, chỗ nào thay đổi thì tôi mới sử dụng thôi nhá. Đấy, y hệt như vậy luôn, được chưa. Nhưng mà ở đây nó khác nhau chỗ này nhé, khác nhau như này, chúng ta chú ý này. Bây giờ cái mới này, cái này gọi là cái clone mới này nhé, clone mới này thì như sau, thì tôi sẽ làm như sau, tôi sẽ lưu cái thông tin mà cần phải hiện ra ở trên màn hình ấy. Tôi đặt xy, tôi đặt bằng hai cái biến nữa đây,
đặt vào hai, như vậy tôi tạo ra thêm hai cái biến của cái anh này này, biến riêng nhé, biến riêng là dx là tọa độ x, và biến thứ hai là di, biến riêng, riêng nhé, các bạn chú ý nhé, đừng lẫn lộn, biến di, đang cùng nhau làm. Đấy. Thì như sau nhé, ở chỗ này này, chỗ này không phải x y nữa mà đây nó sẽ là x y bằng không và đây là x y bằng không, à, chỗ này là không nhé, là chú ý không x y nữa mà đây là tính được không, đấy, tính được không. Rồi ở đây y hệt như vậy, không có gì thay đổi nhé, không có gì thay đổi, sẽ có điểm khác gì so với cái anh em bên kia không nhá, tất cả giống hệt như vậy nhé. Y hệt như vậy. Đây. Chỉ có ở đây thôi nhá, chỗ này này. Chỗ này nhá. Sau khi mà tạo clone để bắt đầu nó tạo ra thì lúc bây giờ cần lưu lại ngay. Sẽ cần lưu lại ngay hai tham số rất quan trọng. Đây. Hai tham số rất quan trọng ở phía dưới bên cạnh nó nhé, để tôi làm, để tôi vẽ thêm vào đây này, chỗ này tôi phải đây tôi ẩn hẳn đi ra xa này. Rồi hai cái này tôi bỏ đi này, cần sửa chỗ này thôi nhé, chỗ này này, sau khi mà tạo clone thì tôi đặt là đặt dx và di nhé, là các cái biến của nó đấy. X đây tôi đặt đây chính là bằng gì? Đây chính là bằng là đây chính là bằng là x position và đây là y position. Đó. Và cái này nó ở dưới cái này nhé, nó ở trước khi mà đây, ở trước khi mà tạo clone. À chúng ta chú ý chỗ này này, rất quan trọng, hai cái biến này rất quan trọng nhé. Lần lần tôi sẽ nói quan trọng như thế nào. Rồi, tiếp theo là như sau, tất cả không có gì thay đổi hết nhé. Tất cả vẫn hệt như cũ, không như thay đổi, y hệt như vậy, y hệt như vậy, chỉ khác như sau. Tiếp theo là chỗ này nhé, đây cái ID này không phải là một nữa, mà cái ID này chính là cái ID mà lấy từ trên này xuống này, ID này. Đấy. Nó ứng với cái đám mây một, tất cả cái ID đám mây, đây chính cái ID của cái đám mây này, này. Đó, nhé. Rồi tiếp theo đây là thay đổi không, không thay đổi, không thay đổi, y hệt như vậy, không thay đổi một chút nào. Đấy nó chỉ có điểm như vậy, có điểm khác ở chỗ đó thôi nhá. Tức là bây giờ là gì? Khi tạo ra clone thì nó nằm ở nó ứng với x không, x gì và y bằng không hết ở chỗ này này. Đấy. Và khi tạo ra một bất kỳ một cái biến, một cái vị trí, khi nó tạo ra một cái clone thì nó lưu lại cái vị trí x đi và dx và đi của nó ở đây. Chị hiện thời. Được chưa? Thế tạo ra rồi nhé. Rồi thì bây giờ tôi làm tiếp tục này. Ở đây nhá. Thế bây giờ mà khi mà đám mây mà gửi thông điệp là hiển thị 3 với cái việc VN uộc từ Hà Nội như này thì nó làm như sau. Thì cái anh này này, anh này khi mà nhận được cái thông điệp đây, khi nhận được cái thông điệp là hiển thị 3 thì anh ta sẽ làm như sau nhé. Các bạn chú ý chỗ này rất quan trọng. Nó sẽ giúp cho chúng ta là nó là như vấn đề nó sẽ hiển thị, thấy chưa? Đấy nhé. Đây. Như này. Nó sẽ làm như sau. Thì nó sẽ tác dụng đến gì? Nó dụng đến cái đến tất cả những cái clone mà có ID bằng 3. Đúng không nào? Đây này, thế làm như sau này. Cái này của ta là clone nhé, clone của ta là clone gì? Là clone có cái ID bằng 3 này, đúng không nào? ID bằng 3 nhé. Thì nó làm như sau. Đây. Khi hiển thị 3 này thì nó như sau này. Thì nó sẽ áp dụng, nếu nó chỉ áp dụng cho những clone là ấy thôi, đây if nếu mà cái clone đó của chúng ta đó nhé, đây là cái ID này, để thêm một chút nhé. Không phải nhé, tôi nhầm chỗ này này, hiển thị 3 là như thế này, hiển thị 3 là nó chạy cái hàm này chứ,
Xin lỗi, nó chạy cái hầm này. So work fly này. Đấy. Cái này khác nhá, xin lỗi. Cái này là work nhá. Work là lấy work từ 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 bên kia, là size là cái size của chúng ta vẫn là 50 này, 50 này. Còn cái ID này này, lấy cái ID từ từ bên kia là như nào? Là cái này đây. Cái work này lấy từ kia, lấy từ cái file cloud này, lấy ta dùng cái hàm này, dùng cái hàm cảm biến này. Đây, chúng ta dùng cảm biến này nhé, đây này, hàm cảm biến này. Đây, cảm biến là gì? Là cloud này, lấy thông tin là work. Đây, viên là work, lấy work nhé, cho cái này vào đây. Đấy. Còn cái chỗ này là cái ID của nó, chúng ta sẽ copy cái này xuống. Đây, dùng cái thông tin này là ID. Đấy, ID. Như vậy là nó tạo ra một cái dòng chữ, một cái chữ có cái thông tin là VNUOC của cloud, chính là gì? Chính là chữ Hà Nội ở đây. ID bằng 3, đây là ID bằng 3, ID bằng 3. Như vậy chỗ này là ID bằng 3 hết nhé, chỗ này là ID bằng 3 hết, phía dưới này. Đấy, được chưa? Đó, tạm ngay thôi. Và khi mà nó, chỗ này chỗ quan trọng là khi mà nó là clone ấy, đây thì nó mới dùng cái này. Đấy. Khi ID bằng cái này thì nó sẽ như sau. Thế thì bước này thì nó làm như sau, thì nó sẽ luôn luôn là bám lấy cái vị trí kia. Đây, tôi làm như sau nhé. Đây này. Thì nó luôn luôn là go to ở đây này. Thì nó làm như sau, nó sẽ làm như sau, để tôi nó sẽ để cho nó sẽ phải nhảy lên trên để nhảy lên trên để nó gì, go to front, để nó được hiển thị bên đè lên cái đám mây nhé. Sau đó nó luôn luôn chạy, tôi cho nó vào cái vòng lặp vô hạn lần. Đấy, chúng ta chú ý chỗ này rất quan trọng nhé. Đấy, chúng ta chú ý chỗ này. Đây chỗ này này. Đây nhé. Nó luôn thì nó luôn luôn là gì? Luôn là go to đến vị trí nào? Go to đến vị trí. Đấy. Chế như sau là lấy x không go to như sau nè. Đây, chỗ này chỗ các bạn chú ý nhé, vì các bạn thấy ở đây này của nó là cái x và dy là hai cái vị trí x y, nó là khi nó tạo ra, đó là cái vị trí tương đối đối với tâm của cái hình. Thì chúng ta lấy cái vị trí x post và y post của cái bên này làm tâm thì nó làm như sau. Chỗ này này, nó cấu thu lên như sau, cấu thu lên các lệnh như là như thế này, đây. Cái hàm này nhé, cấu thu đến cái lệnh là dx gì? Cộng với cái gì? Cộng với export và di, cộng với import. Đấy. Và cái import là export lấy ở đâu? Lấy ở đây, cloud đây, lấy là export, lấy ở đây ra nhé, nó là cái hàm riêng, là kia, và bên này. Chúng ta lấy sang bên này, chính là cái e-post. Đấy. E-post, ở đây là export. Đấy. Đây là phần rất quan trọng luôn nhé. Chỉ có cái hàm show work fly nó mới làm được nhé. Đấy, bây giờ thử cho bạn xem kết quả như nào, chạy thử cho bạn xem này. Hà Nội, thấy không nào? Như vậy chúng ta thấy là bây giờ chúng ta tạo ra được một cái chữ Hà Nội là di chuyển nằm trên đám mây, thấy không nào? Nhưng mà đây là một kỹ thuật mà chúng ta có thể tạo ra nhiều đám mây, mỗi đám mây nó có cái ID riêng. Đám mây này của chúng ta đang là ID bằng 3 nhé. Chúng ta có thể tạo một đám mây khác ID bằng 2, 4, 3, 4, 5, 6, một cái đám mây khác nhau, là có một cái chữ khác nhau được, tùy ý nhé. Có thể sinh được ngẫu nhiên từ trên cái chương trình, từ cái hàm, từ cái danh sách các từ của chúng ta đấy. Nhưng mà đây là một kỹ thuật rất quan trọng. Mình hiểu các bạn cái này để các bạn nhớ nhé. Đây là cái kỹ thuật cho phép chúng ta là từ cái bài này, cái bài lúc nãy là tạo ra một cái cụm từ tiếng Việt đẹp to trên màn hình, mà nó là cụm từ tiếng Việt đó là đứng im. Còn đây là cụm từ tiếng Việt là chuyển động được. Còn thế nào? Và đây nó giúp cho chúng ta gì? Từ cái bài này chúng ta có thể tạo ra được rất rất nhiều cái bản khác nhau nhé. Rất nhiều cái bản khác nhau rất là hay. Đấy, thì đây là một cái phần mà tôi muốn giới thiệu các bạn. Để các bạn dùng cái này, các bạn có thể áp dụng vào các bài của mình nhé, để tạo ra những cái trò chơi, những cái game dựa vào các cái ý tưởng của các bạn nhé.
Thì nếu có thời gian tôi sẽ viết thêm cho các bạn thêm những cái kịch bản nữa. Nhưng bây giờ đây tôi làm ví dụ, tôi viết vài kịch bản như này nhé, để lấy ví dụ cho bạn. Và kịch bản như sau. Kịch bản 1 này. Đây. Kịch bản 1 nhé. Là trên màn hình. Hiện ba đám mây. Đám mây nhé. Mang theo ba cái từ ngẫu nhiên, ba cái từ tiếng Việt ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên nhé. Di chuyển trên màn hình. Nhiệm vụ của em thì em phải gì, em phải gõ một từ trên màn hình, em phải gõ tiếng Việt, em phải gõ, tức là và trên màn hình luôn có một cái yêu cầu là nhập nhé. Đồng thời tôi viết thêm một chút nữa đây cho nên không phải lẫn lộn nhé. Đồng thời luôn có yêu cầu gõ từ trên màn hình. Em phải gõ liên tục nhé. Em gõ như sau này. Em gõ từ có trên màn hình. Có nhiều từ nhé. Ba hình là ba hình, ba từ khác nhau nhé. Nếu gõ đúng thì sao? Thì có tiếng reo là đúng rồi nhé. Đám mây tương ứng sẽ biến mất. Đám mây tương ứng biến mất và hiện lại sau 5 giây. Sau 5 giây với từ khác. Đấy. Và em cứ làm như vậy liên tục. Và trò chơi chương trình sẽ kết thúc. Chương trình kết thúc sau 1 phút. Sau 1 phút. Nếu có sai thì phải gõ lại, nếu có sai thì sẽ có thông báo là sai rồi. Thì có thông báo là sai rồi và chúng ta sẽ phải gõ tiếp nhé. Từ đó nó không mất đi. Đấy. Thông báo sai rồi. Và phải gõ tiếp. Đấy nhé. Gõ đúng một từ, gõ đúng nhé. Thì được cộng một điểm. Gõ sai. Đấy, trừ đi một điểm. Đấy. Thì sau 1 phút thì là trình kết thúc, thì ai điểm cao hơn thì người thắng. Thế đây là một ví dụ đơn giản nhất đấy. Còn chúng ta có thể nghĩ ra được rất nhiều những cái trò chơi khác nhé. Đây là như vậy, đây là một ví dụ rất đơn giản thôi nhưng mà rất là hay. Tất cả nó dựa trên cái phần này. Theo tôi phần này là phần rất hay. Tức là nó không những là hiện chữ to mà chúng ta có thể kiểm soát được cái từ này, có thể là một từ ngẫu nhiên bất kỳ trong một cái dãy mà chúng ta đã biết nhé. Trong một cái tập học các cái từ là từ tập học tiếng Việt đấy. Và từ cái này chúng ta có thể, đây không phải là một cái từ tĩnh mà là cái từ nó chuyển động. Mỗi cái từ này nó lại một cái gì, nó lại là một cái clone nhé. Rất là hay đấy, đây là phần rất là hay. Được chưa? Hôm nay như vậy thôi nhé, hôm nay tôi phải có việc, tôi phải nghỉ bây giờ. Bây giờ các bạn lựa, tôi lưu cái này lại để chúng ta nhớ. Những bài này là cái bài là tạo ra một cái gì, tạo một từ tiếng Việt chuyển động trên màn hình, rất quan trọng nhé, trên màn hình đó. Hôm chúng ta nghỉ ở đây nhá, mai chúng ta nghỉ sớm một buổi nhá.
Cô ơi, con xem cái phần đúng rồi. Vâng. Các bạn các cháu có hiểu gì không? Vâng ạ, con chào cô ạ. Cô cho con xem cái phần cô hai chữ cái cô. Cô cho con xem.